phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết hồng hoang ta đoạn giáo thủ đồ chấp kỳ bố cục phong thần xuyên qua hồng hoang trần mục trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần bàn cờ chấp trưởng kinh vĩ bố cục chi đạo tu luyện một vạn năm rốt cục hóa hình bái sư thông thiên trở thành huyền môn đệ tử đời thứ ba thủ đồ cũng là ngày sau tiệc giáo thủ đồ đạo hiệu tinh thần tử vì hồng quân coi trọng được chí bảo công đức hồng mông xích thủ hộ huyền môn từ đó bắt đầu bố cục phong thần Lấy thiên địa làm bàn cờ, hồng hoàng chúng sinh làm quân cờ, hạ cờ bố cục cùng thánh nhân đánh cờ. Lạc Tử Thanh Khâu Sơn, điểm hóa Thanh Khâu Hồ tộc, phụng Tam Thanh đạo thống. Lạc Tử Vu tộc, điểm hóa Hậu thổ, kết Minh địa phủ. Lạc Tử Tiên Thiên ngũ tộc, Sử Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Bạch Hổ thành Tiệt giáo trấn giáo thần thú Lạc Tử yêu tộc, kết duyên yêu hoàng, được hỗn động chung. Bố cục vô số năm Trần Mục cuối cùng từng bước một, tích tiểu thế mà hóa đại thế, rốt cục nghịch chuyển phong thần, siêu thoát đại đạo chuẩn đề. Đã nói Tây Phương Đại Hưng đâu? Tiếp dẫn. Vì sao phong thần đại thế bị thay đổi? Thông thiên. Ta tiệt giáo có tinh thần tử, tự nhiên muôn đời trường tồn. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Hóa hình lôi kiếp Cửu tưởng nhất sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mờ mịt không người thấy Từ khi bàn cổ phá hồng mông, mở ra từ tư thanh trọc biện Hồng hoang đại địa, côn lôn sơn Ba ngàn vạn năm trước, vị thánh nhân đầu tiên của hồng hoang, đạo tổ hồng quân thành đạo sau đó lại có bàn cổ nguyên thần biến thành tam thanh đại thần, từ đó cuộc khởi thật có thể nói thế gian đệ nhất đẳng động thiên phúc địa. Một ngày, trên bầu trời một chi mạch phía đông côn lôn. Chợt thấy lôi đình cuồn cuộn, mây đen áp thành. Một đạo tử quan sông thẳng phía chân trời, tiến vào trong lôi đình đầy trời. Giữa không trung vô tận lôi vân, có một đạo nhân trẻ tuổi tóc bạc hư ảo lăng không mà đứng. Đạo nhân quanh thân vọng quanh quần sáng màu tím, đầu đội thất tinh quang, thân mặt hắc bạch đạo bào. Cuối cùng cũng đến ngày này xuyên qua ức vạn năm, tu luyện vô tận niên nguyệt, cuối cùng có thể hoàn toàn hóa hình. Nhìn lôi kiếp ngưng mà không phát trước mắt, trần mục trốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vô số năm trước, linh hồn của hắn từ đời sau xuyên qua đến này hồng hoang bên trong. Trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần bàn cờ ý thức, từ đó vẫn trốn ở trong núi côn lôn tu luyện. Trong lúc này, hắn có thể nói là nơm nớp lo sợ, không lúc nào là không lo lắng bị sợ hãi là người xuyên việt hắn biết rõ cực phẩm tiên thiên linh bảo này trân quý trong hồng hoang càng biết một khi hắn rơi vào trong tay hồng hoang đại năng chắc chắn chỉ có một con đường chết rốt cuộc ai sẽ cho phép linh bảo của mình có ý thức về bản thân cho tới bây giờ hắn rốt cuộc tu luyện viên mãn chỉ cần vượt qua lôi đình trước mắt từ nay về sau chính là một mảnh đường bằng phẳng bùng trong lúc trần mục trầm tư một đạo lôi đình màu tím ầm ầm rơi xuống. Tuy mới là đạo lôi đình thứ nhất, nhưng hung mảnh vô cùng. Điện quang màu tím khủng bố tràn ngập trong lôi vân, hóa thành tia chớp to vạn thước đập thẳng về phía Trần Mục. Tới tốt lắm. Trần Mục không lùi mà tiến lên, sắc mặt vô cùng kiên nghị, vọt thẳng tới lôi kiếp. Lôi kiếp không giống với cùng người đối chiến, bất kỳ thủ đoạn bên ngoài đều là phí công, chỉ có tự thân ngành kháng. Hơn nữa, chỉ cần có thể kháng cự, thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Từng đạo lôi đình màu tím khủng bố bổ vào trên người Trần Mục, uy thế giống như diệt thế. Nhưng mà, Trần Mục bị vây ở trung tâm lôi đình nhất, trải qua lễ rửa tội lại đồ sổ bất động. Tự như những lôi đình này bổ vào trên người hắn, giống như gãi ngứa vậy. Bản thể của hắn chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cường độ thân thể có thể so với đại vu đỉnh cấp. Những lôi đình này, Trần Mục còn không có để ở trong mắt chẳng qua, theo thời gian trôi qua, quy lực lôi kiếp càng lúc càng lớn. Ngay cả trần mục thân thể vô địch, cũng đã có chút dần dần không chịu nổi. Ít nhất, ở trạng thái trước mắt, đã không ứng phó được loại lôi kiếp cấp độ này. Dĩ nhiên là 99 trọng tử tiêu lôi kiếp, thiên đạo này thật đúng là để mắt ta a à. Cảm ứng được phía sau lôi kiếp hung mảnh, trần mục ho ra một ngụm máu bầm sau không khỏi tự dễu nói. 99 trọng tử tiêu lôi kiếp, chính là lôi kiếp kinh khủng nhất trong hồng hoang. Coi như là đại la kim tiên bình thường gặp được, chỉ sợ cũng là mười chết không sống. May mắn bản thể trần mục chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nếu không đã sớm chống đỡ không nổi. Nhưng kế tiếp lôi kiếp càng khủng bố, trần mục duy nhất có khả năng chính là hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần bàn cờ bản thể. Lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo cường độ, đi ngạnh kháng còn lại hơn 10 đạo lôi đình trong chớp mắt tiếp theo, theo một đạo hào quang màu tím hiện lên. Một bàn cờ ngôi sao dài vạn thước tung hoành 19 đạo, chậm rãi hiện lên phía trên chân trời. Trong bàn cờ, tung hoành 19 đạo, lại có quân cờ đen trắng rơi vào trong đó. Đây chính là bản thể của Trần Mục, bàn cờ cực phẩm tiên thiên linh bảo tinh thần. Ở trong bàn cờ này, phản phất ẩn chứa vô tận thiên địa chí lý. Kinh vĩ tung hoành, bao quát cổ kim là cực phẩm tiên thiên linh bảo, tinh thần bàn cờ cũng không phải là một kiện thuần túy có tính sát thương linh bảo. Tác dụng lớn nhất của nó chính là dùng để thôi diễn bố cục cùng với khốn nhân. Bất quá, lập tức cũng chỉ có thể cứng trắng đi lên. Nương theo tiếng nổ vang khủng bố, một đạo lại một đạo lôi kiếp tử tiêu không chút lưu tình bổ vào trên bàn cờ. Tuy rằng nhìn như mỗi một lần lôi kiếp đều bị trần mục tiếp nhận. Nhưng trên thực tế, Lúc này Trần Mục đã sớm đến bờ vực sụp đổ. Phản phất, chỉ cần lại đến một đạo lôi kiếp, Trần Mục sẽ hồn phi phách tán. Không, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tử tiêu lôi kiếp. Đến a. Ngươi không hủy diệt được ta. Cho dù cửu tử nhất sinh, cho dù cơ hội xa vời, cho dù cực phẩm tiên thiên linh bảo hóa hình hồng hoàng chưa bao giờ có tiền lệ, nhưng Trần Mục lại không chút sợ hãi. Mỗi khi tử tiêu lôi kiếp cảm thấy trần mục không còn cách nào kiên trì, nhưng ở trên người trần mục rồi lại có thể phát ra sinh cơ mới. Lôi kiếp đang tiếp tục, mà trần mục cũng vẫn kiên trì như cũ. Chỉ có điều, đồng tỉnh khủng bố như thế, cũng hấp dẫn sự chú ý của ba vị tiên thiên đại thần trên núi Côn Lôn. Trên đỉnh núi Côn Lôn, ba đạo thân ảnh lần lượt từ trong bế quan đi ra. Hay cho một cái linh bảo hóa hình, lại có thể ngành kháng 99 trọng tử tiêu lôi kiếp cho dù chỉ có một thành cơ hội vẫn như cũ không buông tha cho hóa hình coi như là chúng ta người tu đạo tấm gương đón khó mà lên leo lên đỉnh cao thường thanh thông thiên đạo nhân mặt đạo bào màu đen sắc mặt kiên nghị phụ kiếm mà đến đồng thời phất trần thần quang trong tay ngưng tụ lại xem ra nếu như trần mục kiên trì không được hắn hẳn là sẽ ra tay bảo vệ trần mục sư đệ lời ấy sai rồi linh bảo hóa hình có vi thiên đạo Mãi mãi chưa từng có, người này nghịch thiên mà đi, tất nhiên chỉ có bại vong. Ngọc Thanh Nguyên Thủy đạo nhân một thân đạo bào màu trắng chậm rãi từ phía sau Thông Thiên đi ra. Thông Thiên còn muốn phản bác sư huynh của mình, lại chỉ thấy Thái Thanh lão tử mở miệng nói: "Hai vị sư đệ chớ có tranh chấp, Thiên đạo tuần hoàng tử có chân lý, dưới thiên đạo cũng tự có một đường sinh cơ, chúng ta hãy xem người này tạo hóa là được." Lão tử phất nhẹ phất trần, trong phút chốc đã mang theo hai vị sư đệ đi tới chỗ trần mục độ kiếp mà lúc này lôi kiếp cũng đã đến cuối cùng còn sót lại một đạo tử tiêu lôi kiếp cuối cùng bất quá đạo tử tiêu lôi kiếp cuối cùng này cũng là một đạo kinh khủng nhất loại trình độ này tử tiêu lôi kiếp coi như là bần đạo tại chưa từng đột phá trước còn không dám cứng rắn tiếp cái này bản thể tuy là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng ở dưới lôi kiếp chắc chắn khó thoát khỏi cái chết Nguyên Thủy nhìn Trần Mục trong lôi kiếp, lạnh lùng nói. Loại trình độ này tử tiêu lôi kiếp xác thực khủng bố, bất quá nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Lão tử thản nhiên nói. Thông thiên không nói gì, ánh mắt không chớp, vô cùng khẩn trương nhìn chầm chầm trung tâm lôi kiếp. Trong ba người, chỉ có hắn quan tâm nhất Trần Mục có thể vượt qua lôi kiếp hay không. Trần Mục loại này đón khó mà lên, từ vô số không có khả năng bên trong tranh thủ một đường sinh cơ, cùng hắn tự thân đại đạo tương hợp. Cho nên, hắn cũng là người không muốn nhìn thấy Trần Mục thất bại nhất. Thậm chí, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Cho dù Trần Mục độ kiếp thất bại, hắn cũng nhất định phải ra tay bảo vệ Trần Mục không chết. Chương 2 Hóa hình thành công Bái sư thông thiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong lôi vân, lúc này Trần Mục quả thật đã đến tuyệt cảnh bản thể bàn cờ tinh thần vốn tràn ngập thần quan, lúc này đã sớm trở nên tàn tạ không chịu nổi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giải thể. Pháp lực trong cơ thể đã sớm hết dầu đèn tắt. Nhưng Trần Mục vẫn không bỏ cuộc. Cho dù thân tử đạo tiêu, hắn cũng muốn tiến hành đánh cược một lần cuối cùng. Mang theo tín niệm như vậy, Trần Mục mạnh mẽ ngưng tụ ra lực lượng cuối cùng, mang theo bản thể của mình đột nhiên xông vào cái kia cuối cùng một trọng lôi kiếp bên trong trong lôi kiếp trần mục giống như đặt mình trong lòng giam tận thế một cái lôi đình thô vạn trượng hóa thành một tôn lại một tôn rít gào lôi long này cuối cùng một trọng tử tiêu lôi kiếp quả thực cũng không có cho người ta một tia đường sống đã như thế vậy thì không sống nữa toái cho ta trần mục trống giận một tiếng trong phút chốc đúng là đem bản thể tinh thần của mình bàn cờ vỡ nát đổi lấy trước mắt hắn có khả năng đạt tới lực lượng mạnh nhất giờ khắc này trần mục hóa thành một đạo hào quang rực rỡ, thẳng tiến vào trong ngàn vạn lôi long. Bùng! Lôi đình màu tím nổ tung trên không trung, thần quang bốn phía, khí tức hỗn độn tràn ngập, ngay cả không gian cũng xuất hiện vỡ nát ngắn mũi. Quy thế khủng bố bực này, cơ hồ có thể so với chuẩn thánh toàn lực một kích. Nhưng mà kỳ quái chính là, bị vây lôi kiếp trung tâm trần mục cũng không có chết. Lúc va chạm với lôi long, tuy rằng trần mục vô số lần lâm vào một đường sinh tử, nhưng mỗi khi sắp chết đi, lại đều có từng luồng sinh cơ từ trong lôi đình truyền đến. Thậm chí, tại thời khắc cuối cùng, đợi đến lôi đình dần dần tiêu tan, hắn vừa mới vỡ bản thể lại cũng khôi phục lại. Mà dưới sự rèn luyện của lôi đình, bàn cờ tinh thần của hắn lại có thêm một tia lực lôi kiếp. Để cho Linh Bảo công năng vốn chỉ có thôi diễn bố cục khốn nhân này, nhảy lên có được thuộc tính chiến đấu cường hãn. Đây thật đúng là thiên diễn 49, trốn đi một, vạn sự vạn vật luôn có một đường sinh cơ a à. thành công độ kiếp trần mục rốt cục thở phào nhẹ nhõm sau đó ngất xỉu nặng nề trong lôi vân còn chưa tiêu tán cùng lúc đó nhận thấy được lôi kiếp chấm dứt thông thiên là người đầu tiên xông lên phía trước không để ý dư ba lôi kiếp chưa tiêu tán trực tiếp tiến vào trung tâm lôi đình sau một phen tìm kiếm thông thiên rốt cục tìm được trần mục trọng thương lúc này trần mục chu trên dưới tất cả đều là vết thương tàn tạ cháy xém thân thể cơ hồ đạt tới bờ vực sụp đổ thần hồn càng chỉ còn lại một tia thần tính tuy rằng hóa hình thành công nhưng nếu không thể kịp thời chữa thương sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết hơn nữa nếu là bị tà đạo tu sĩ theo dõi càng là khó thoát bị một lần nữa luyện trở về linh bảo vận mệnh thấy một màn này thông thiên tuy rằng kinh hãi nhưng rốt cục thở phào nhẹ nhõm theo sau nguyên thủy còn có lão tử ở nhìn thấy trần mục sau đồng dạng cũng là nhìn không được khiếp sợ. Cứng rắn chống lại 99 trọng tử tiêu lôi kiếp, cho dù một đám tiên thiên đại thần trong tử tiêu cung chỉ sợ cũng không làm được. Dùng cái này theo chân, hiện giờ hóa hình thành công, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Chỉ vừa mới hóa hình thành công, liền đã có thái ất kim tiên đỉnh phong đạo hành, cho dù so với chúng ta lúc trước cũng bất quá chỉ yếu một tia A. Lão tử vuốt ve chòm râu hoa râm, nhìn không được tán thưởng nói nguyên thủy ở một bên tuy rằng tuân theo thiên đạo nhưng lúc này nhìn thấy trần mục hóa hình thành công đã thành kết cục đã định cũng đồng dạng nói theo cũng đúng là một lương tài mỹ ngọc cùng thông thiên sư đệ hữu duyên có thể là ta huyền môn đệ tử lão tử gật đầu cười nói thiện đại thiện thông thiên không để ý tới hai vị sư huynh tâm tư của hắn toàn bộ ở trên người trần mục sau khi kiểm tra một phen thương thế của trần mục lúc này phất trần vung lên trong nháy mắt thần quan thượng thanh vô tận tràn vào trong thân thể tàn tạ của Trần Mục. Vẹn vẹn chỉ chốc lát công phu, cũng đã đem Trần Mục từ quỷ môn quan trên cho kéo trở về, chậm rãi tỉnh lại, nhìn đến trước người mấy người, lập tức liền cảnh giác. Thấy vậy, thông thiên vội vàng tiến lên cười giải thích. Tiểu hữu chớ sợ, bần đạo chính là bàn cổ chính tông, luyện khí sĩ côn lôn sơn thượng thanh thông thiên đạo nhân. Hai vị này chính là bần đạo sư huynh Ngọc Thanh Đạo Nhân, Thái Thanh Đạo Nhân, chúng ta vừa mới bị tiểu hữu độ kiếp hấp dẫn, mới tới đây xem. Tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm, có thể vượt qua 99 trọng tử tiêu lôi kiếp, bần đạo bội phục. Nghe vậy, Trần Mục nhanh chóng nhìn ba người một cái. Nghĩ đến đây chính là Côn Lôn Sơn, nghĩ đến hẳn là Tam Thanh, lúc này đứng dậy tạ ơn. Tại hạ Trần Mục, bái kiến ba vị tiền bối, đa tạ ba vị tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không có tiền bối xuất thủ, tại hạ hôm nay sợ phải thân tử đạo tiêu, tiền bối ân đức tại hạ không trăng không quên. Lão tử phất trần vung lên, cao giọng cười nói. Ra tay cứu ngươi chính là thông thiên sư đệ, không liên quan đến bần đạo. Thông thiên lại nói. Trần mục tiểu hữu nói quá lời, có thể độ kiếp thành công, chính là hoàn toàn dựa vào đạo hành của tiểu hữu, bần đạo không làm được bổn phận mà thôi. Tiểu hữu lấy linh bảo chi thân độ kiếp thành công, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, không biết có thể hay không nguyện ý bái nhập bần đạo môn hạ, trở thành ta huyền môn đời thứ ba thủ đồ. Thông thiên làm người trực tiếp, tại nhìn thấy trần mục độ kiếp đầu tiên liền đã động ái tài tâm tư, hiện tại cũng là trực tiếp hỏi ra. Làm người xuyên Việt, trần mục đối với tương lai hồng hoang đại thế môn thanh. Tuy rằng tương lai thông thiên môn hạ phiền toái không ngừng, cuối cùng còn có phong thần đại kiếp nạn, nhưng bái nhập môn hạ cũng chỗ tốt không nhỏ không nói đến thông thiên sau này chính là thánh nhân có tình người nhất, đồng thời đối với đồ đệ cũng bảo vệ nghe con nhất. chỉ riêng huyền môn ba đời đệ tử thủ đồ danh hiệu này cũng đã đủ để cho trần mục động tâm. suy nghĩ một lát, trần mục liền đồng ý nói. hồi bẩm tiền bối, tại hạ nguyện ý bái sư. đệ tử trần mục bái kiến lão sư. trần mục cung cung kính hành lễ bái sư, tâm tình thông thiên cũng rất tốt, cười nói. đồ đệ tốt từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thông thiên môn hạ đại đệ tử, đồng thời càng là chúng ta tam thanh môn hạ thủ đồ, cũng là huyền môn ba đời đệ tử đứng đầu. Vì đệ tử thông thiên của ta, phải tôn sư trọng đạo, không được làm sằng làm bậy, ngươi có nhớ không? Hồi bẩm lão sư, đệ tử đỡ phải. Trần Mục gật đầu nói. Thông thiên càng nhìn Trần Mục, lại càng là đối với đệ tử này hài lòng. Chương 3 Tam Thanh Ban Thưởng Bảo ngang dọc kinh vĩ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đồ nhi vi sư xem ngươi chính là từ tinh thần bàn cờ hóa hình đã vào ta huyền môn từ nay về sau liền lấy tinh thần tử làm đạo hiệu như thế nào ân ừ, ta dạy bảo ngươi tinh thần đồ nhi ngươi đã bái nhập bần đạo môn hạ bần đạo tự nhiên truyền ngươi ta tam thanh chân pháp đây là thượng thanh tiên pháp chúng ta tam thanh truyền thừa từ bàn cổ đại thần cùng với trận pháp chi đạo vi sư tinh nhiên cùng với kinh vĩ bố cục bàn cờ tinh thần của bản thân ngươi chính là tương hợp, ngươi lại phải tu tập thật tốt, chớ phụ danh chính tông tam thanh huyền môn chúng ta. Thông thiên nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, trong nháy mắt vô tận huyền diệu đại đạo tin tức xuất hiện ở trần mục trong đầu. Trần mục kiên định trả lời. Lão sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không bôi nhọ tam thanh uy danh. Thiện. Tinh thần đồ nhi, ngươi mặc dù vừa mới bái nhập bần đạo môn hạ, nhưng là bần đạo thủ đồ, lại là môn ta ba đời đệ tử đệ nhất nhân, này tử điện chù y cho ngươi phòng thân. Thông thiên vung tay lên, một thanh chiến chu y màu tím lấp lánh lôi quan xuất hiện trước mặt trần mục. Trần mục bản thể tinh thần trong bàn cờ, vừa rồi bởi vì lôi kiếp trèn luyện có được lôi đạo năng lực, lần này lại có tử điện chù y lẫn nhau xác minh, đạo hành nhất định có thể đại tiếng. Hơn nữa tử điện chu y cũng là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, cho dù ở hồng hoang rất nhiều đại năng đồng dạng thuộc về bảo vật hiếm có chỉ vậy cũng đủ để nhìn ra thông thiên coi trọng trần mục nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc không đợi trần mục bái tạ thông thiên lại đưa trần mục tới trước mặt nguyên thủy và lão tử vừa cười vừa nói đến gặp qua hai vị sư bá của ngươi trần mục vội vàng bái nói đệ tử bái kiến hai vị sư bá lão tử cùng nguyên thủy khẽ gật đầu ý bảo đồng thời trong lòng cũng hiểu được Thông thiên sư đệ của mình là vì độ đệ của mình hướng hai sư bá bọn họ bái sư lễ. Xem ra, lần này không tránh khỏi chảy máu nhiều. Sư Điệt, đây là lưỡng nghi độ, chính là năm sư bần đạo từ Bất Chu Sơn chiếm được, bên trong hàm âm dương chi đạo, đồng dạng cùng ngươi tự thân đại đạo phù hợp, trở về có thể hảo sinh luyện hóa tìm hiểu. Làm đại sư bá lão tử ra tay rất hào phóng, trực tiếp là một kiện tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, phải biết rằng hiện giờ đạo tổ hồng quân chưa phân bảo ở tử tiêu cung, thân gia của đám người tam thanh cũng không phong phú. Ngoài trừ pháp bảo tự thân tánh mạng tương tu ra, còn lại linh bảo lác đác không có mấy. Sư điệt ngày sau nếu có hứng thú với luyện đan, bần đạo nơi này cũng có đan đạo chi pháp một quyển, sư điệt cứ việc tu hành. Lão tử cũng hư không một chút, tin tức đan đạo học cả đời cũng theo đó xuất hiện trong đầu Trần Mục. Mắt thấy Trần Mục còn do dự, cũng không tiếp nhận hai nghi đồ này. Thông Thiên tiến lên cười nói. Đồ Nhi, trưởng giả ban thưởng không dám từ chối, sư bá ngươi ban thưởng, ngươi thu là được. Nghe vậy, Trần Mục lúc này mới tiến lên tiếp nhận lưỡng nghi đồ, cũng bái tạ nói. đệ tử tạ ơn sư bá. Giống như lời lão tử nói, bản thể tinh thần bàn cờ của hắn, kinh vĩ ngang dọc, đèn trắng phân minh, cùng hai nghi đồ này quả thật hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như luyện hóa hơn nữa tìm hiểu âm dương chi đạo trong đó đạo hạnh nhất định có thể đại tiến tinh thần sư điệt bần đạo không sánh được với lão tử sư bá ngươi cái này hỗn nguyên nhất khí học liền coi như người bái sư chi lễ tặng cho ngươi đi còn có bần đạo này luyện khí phương pháp bây giờ cũng chưa có truyền nhân ngươi cũng có thể tu hành ngày sau nếu có không hiểu đều có thể tới hỏi bần đạo sắc mặt nguyên thủy tuy lạnh như băng trong lời nói cũng không có chút tình cảm nào nhưng ra tay lại hào phóng như vậy biết rõ lịch sử hồng hoang trần mục có thể biết rõ, hỗn nguyên nhất khí hạp nguyên thủy cực kỳ coi trọng, phía sau cho dù thành thánh vẫn là một trong những pháp bảo bên người. Có vừa mới thông thiên nhắc nhở, trần mục tất nhiên là không có lại từ chối, tiếp nhận này hỗn nguyên nhất khí học Đệ tử tạ ơn sư bá. Trần mục vẫn duy trì khiêm tốn, hướng về nguyên thủy tạ ơn. Nguyên thủy khẽ gật đầu, lão tử và thông thiên thì liên tục xưng thiện. Đồ nhi, theo chúng ta về núi. Cùng Lôn Sơn, Tam Thanh Điện. Đồ Nhi, ngươi mới vừa đột phá không lâu, vả lại còn có dư thương, nhưng ở đây tu luyện chữa thương cũng cố tu vi, vừa vặn cũng có thể đem ngươi hai vị sư bá đưa linh bảo luyện hóa. Sau khi trở lại Cung Lôn Sơn, Thông Thiên chỉ vào Tam Thanh Điện phía trước nói. Điện này trung lập có bàn cổ thần tượng, chính là bần đạo ba người lập, đối với ngươi tu hành Tam Thanh Diệu Pháp tác dụng cực lớn. Hảo hảo tu luyện, đừng làm mất mặt tam thanh chúng ta nguyên thủy mặc dù vẫn lạnh mặt nhưng cũng vô cùng coi trọng trần mục làm tam thanh thủ đồ trần mục nhất thời cũng cảm giác được áp lực ngươi hảo hảo tu luyện ta chờ đi thông thiên vỗ vỗ bả vai trần mục trong nháy mắt biến mất không thấy về phần lão tử còn có nguyên thủy sau khi nói xong cũng đã rời đi trong tam thanh điện trang nghiêm vô cùng một pho tượng bàn cổ khổng lồ đứng lặng ở giữa ở trên bàn cổ thần tượng này, phản phất có vạn đạo vần quanh, Trần Mục vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền có cảm giác muốn ngộ đạo. Khó trách sư phụ còn có hai vị sư bá bảo ta tu luyện, nơi này đúng là nơi tu luyện khó có được. Nghĩ đến, trước đây lão sư còn có hai vị sư bá đều là ở đây tu luyện, bây giờ lại là đem nơi này tặng cho ta. Nghĩ đến đây, Trần Mục cũng không khỏi có chút cảm động. Khoanh chân ngồi xuống, Trần Mục nhắm mắt ngưng thần, tiến vào trạng thái nhập định bất quá cũng không có tu luyện, mà nhìn lại chuyện phát sinh hôm nay. Hôm nay ngắn ngủi một ngày, sự thật phát sinh tại quá nhiều, cũng quá mức mộng ảo. Đầu tiên là cửu tử nhất sinh, rốt cục vượt qua 99 tầng tử tiêu lôi đình kiếp. Sau đó lại được thông thiên trong tam thanh cứu, hơn nữa bái sư thông thiên, trở thành thủ đồ huyền môn. Đồng thời, lại càng được tam thanh coi trọng, liên tiếp đạt được trọng bảo. Tử điện truy, lưỡng nghi đồ còn có hỗn nguyên nhất khí hạp đều là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, không có mấy vạn năm thời gian căn bản không cách nào hoàn toàn luyện hóa, trước vững chắc tu vi. Trần Mục cẩn thận chải chút một phen, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hôm nay, ta đã trở thành đệ tử đầu tiên của thông thiên, đồng thời cũng là đệ tử đứng đầu huyền môn tam đại, nên suy nghĩ chuyện sau này. Căn cứ hồng hoang đại thế, tam thanh ngày sau tất sẽ lập giáo thành thánh, tam thanh phân gia cũng không thể tránh khỏi, đến lúc đó phong thần đại kiếp nạn chỉ sợ cũng trốn không thoát đến lúc đó tây phương đại hưng đông phương huyền môn suy yếu lão sư môn hạ càng tử thương hầu như không còn tuy rằng khoảng cách bây giờ còn xa xôi bất quá cũng không thể không cân nhắc chờ ngày sau cũng có thể sớm bố cục trần mục ánh mắt sâu thẳm phản phất động xuyên qua đi tương lai trong đầu gian khắp nơi trong nháy mắt liền nghĩ tới vô số rơi xuống bố trí tiện tay vung lên một ván cờ đã hiện lên trước mắt nhìn kỹ liền có thể phát hiện nơi này hóa thành ván cờ đúng là toàn bộ hồng hoang đại địa mà từng quân cờ đen trắng kia chính là chúng sinh trên hồng hoang đại địa cho dù là một đám hồng hoang đại thần như yêu hoàng tổ vu ở trên bàn cờ cũng là quân cờ mà trần mục lại là người chấp cờ tuy rằng hiện tại thực lực của hắn cũng không đủ trở thành một người chấp kỳ chân chính nhưng lấy thiên địa làm cờ chúng sinh làm quân cờ cũng là chỗ đại đạo của hắn nếu ngay cả thôi diễn cũng không dám nghĩ ngày sau làm sao đàm phán thành đạo hôm nay bái nhập thông thiên môn hạ hơn nữa tam thanh còn đối với hắn tốt như vậy tự nhiên phải vì thông thiên kế càng phải vì toàn bộ huyền môn kế làm phía sau màn kỳ thủ hiện tại ta có lẽ còn không đủ tư cách nhưng tiện tay bố trí bố trí nhàn kỳ vẫn là có thể nhìn ván cờ trên bàn cờ ánh mắt trần mục thâm thúy PS. Truyền thống phát dục bố cục Lưu Hồng Hoàng, lão tác giả sách mới, chất lượng bảo đảm, ưa thích huynh đệ động động phát tài bàn tay nhỏ bé duy trì một chút Nga. Sách mới mầm non cần che chở, yêu các ngươi sao đát. Chương 4 Đại La Đạo Quả Đạo Tổ Hồng Quân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hồng Hoàng bất ký niên, tu luyện vô giáp tử Xuân đi thu đến, trong chớp mắt, trần mục đã ở trong tam thanh điện tu luyện một vạn năm không thể không nói thượng thanh tiên pháp do thông thiên truyền quả thật huyền diệu không hổ là truyền thừa từ bàn cổ đại thần trong bản thể trần mục mặc dù cũng có truyền thừa tiên pháp nhưng so với nó hoàn toàn không đủ nhìn trần mục thiên tư cùng chân ngộ tính tại hồng hoang ở giữa đã thuộc về đỉnh cao nhưng cũng trọn vẹn tốn một vạn năm thời gian lúc này mới đem tu luyện công pháp chuyển đổi hoàn tất sau khi hóa hình tu vi trần mục là thái ất kim tiên đỉnh phong trải qua một vạn năm tu luyện sau chẳng những đem tu vi cũng cố xuống càng là đem tu vi đạt tới thái ất viên mãn trên đường tu luyện quan trọng nhất chính là tu vi đạo hành cùng với thân thể bởi vì bản thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo thành tựu của trần mục ở phương diện đạo hành cùng nhục thân vẫn vượt xa tu vi trong đó trần mục thân thể cường độ đã đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong có thể so với đỉnh cao đại vu cùng tổ vu thân thể cũng bất quá chỉ kém một đường phương diện đạo hạnh so với thân thể thì hơi yếu một chút chính là đại la kim tiên hậu kỳ cái gọi là thần thông có mạnh hơn nữa cũng không địch lại số trời làm người xuyên việt trần mục biết rõ những lời này tính chính xác cho nên cho tới nay hắn cũng chưa bao giờ cưỡng cầu qua tu vi ngược lại chú trọng vào đạo hạnh tăng lên bất quá hiện tại cũng là thời điểm đem tu vi cũng tăng lên ánh mắt trần mục kiên nghị thì thào tự nói một tiếng nhắm mắt ngưng thần nương theo sự huyền diệu của bàn cổ thần tượng trong tam thanh điện trần mục bắt đầu trùng kích cảnh giới đại la trong phút chốc ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng bao phủ toàn bộ tam thanh điện cùng lúc đó trong ngũ tạng của trần mục cũng có năm đạo thanh khí theo đó dâng lên đây là ngũ khí trong ngực muốn thành tựu đại la kim tiên quả vị phải ngưng tụ ra ngũ khí trong ngực cùng với tam hoa trên đỉnh đầu ngưng tụ đại la đạo quả chỉ có như thế mới có thể chân chính đột phá nếu không cho dù tu vi may mắn đạt tới đại la kim tiên cảnh giới cũng chỉ là ngụy đại la mà thôi mà làm được hết thảy điều kiện hàng đầu đó là đạo hạnh trước tiên phải đạt tới cảnh giới đại la đạo hạnh của trần mục đã sớm đạt tới đại la hậu kỳ hiện giờ đột phá chính là nước chảy thành sông theo trong ngực ngũ khí dâng lên, cái kia đại biểu Trần Mục tự thân đại đạo căn bản trên đỉnh Tam Hoa cũng là theo đó hiện lên. Có thể thấy rõ ràng, ở trên ba đóa đạo hoa này đều có một tiểu nhân gần như giống hệt Trần Mục đang nhắm mắt tu luyện. Ba đóa đạo hoa phân biệt đại biểu cho quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Mà ba tiểu nhân kia lại là phân biệt đại biểu cho bản ngã, vô ngã cùng với chân ngã. Tu hành như thế nào? Bất quá cầu chân mà thôi cầu chi chân chính là ba cái ta này. Đại La Kim Tiên là một tranh giới tu hành, không chỉ là phân tầng thực lực cực lớn. Càng là tu hành phía trên một cái thật lớn vượt qua, Đại La trước tu hành bất quá đều là tích góp từng tí pháp lực, cảm ngộ thiên địa. Mà sau Đại La, tất cả tu hành đều là tự thân, đều là đạo quả. Trong Hào Quang ngũ sắc, Trần Mục đột nhiên mở to hai mắt, nhẹ nhàng quát. Thành. Trong phút chốc Năm đạo thanh khí toàn bộ dung nhập vào trong Đại Đạo chi hoa. Sau một khắc, ba đóa đạo hoa đồng loạt nở rộ, ngưng tụ ra ba đại đạo quả. Ngay sau đó, thiên địa quy tắc hiển hóa, một cổ kinh khủng đại la khí tức từ trần mục trên người phóng xuất ra. Đại La đạo quả. Thành công rồi. Khí tức đại la đột nhiên xuất hiện, cũng đánh thức Tam Thanh đang bế quan. Cổ khí tức này là tinh thần sư điệt Lão tử là người đầu tiên từ trong bế quan bừng tỉnh, xuất hiện ở tam thanh điện, khó có thể tin nhìn về phía trong điện. Đại la đạo quả đã thành, chỉ đợi vượt qua lôi kiếp, tinh thần sư chất chính là đại la kim tiên. Ngắn ngủn một vạn năm, chẳng những đem chúng ta tam thanh bí pháp thông hiểu đạo lý, càng có thể nhất cử thành tựu đại la đạo quả, tinh thần sư điệt thiên tư mạnh mẽ, tuyệt không kém hồng hoang tiên thiên đại thần A. Nguyên thủy luôn luôn kiêu ngạo, giờ phút này cũng không nhịn được khen ngợi. Ngược lại là làm Trần Mục sư tôn thông thiên rất là rụt rè, cũng không có thế nào khen Trần Mục, ngược lại giúp đỡ Trần Mục khiêm tốn nói. Hai người các ngươi trước đừng kết luận, còn chưa vượt qua lôi kiếp, cũng không tính là đại la. Thông thiên mặc dù nói như vậy, nhưng cười vui vẻ hơn ai hết. Dù sao, đây chính là đệ tử của hắn. Đệ tử tiên đồ, cũng cho hắn cái sư phụ này mặt mũi dài a à. Sư đệ, mở to mắt nói dối như vậy chính là ngươi không đúng. Đại La Lôi Kiếp này cũng không phải lúc trước hóa hình lôi kiếp, lấy thực lực của tinh thần sư điệt còn không phải tùy tiện độ kiếp sao? Ngươi đây là cố ý khi dễ đồ đệ tốt như chúng ta, khoe khoang sao? Lão tử vuốt ve chòm râu tái nhợt, cười mắng. Ngay khi Thông Thiên chuẩn bị giải thích, Nguyên Thủy đột nhiên nghiêm túc nói. Lôi kiếp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, Liền chỉ thấy đỉnh Côn Lôn vừa mới ngàn dặm không mây trong phút chốc mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cũng vào lúc này, chợt có một đạo nhân ảnh phóng lên cao, quanh thân trải rộng hào quang màu tím tiến vào trong lôi hải. Giống như lời lão tử nói, đại la lôi kiếp này đối với Trần Mục mà nói không có chút uy hiếp nào. Trần Mục thậm chí ngay cả thần thông cũng chưa từng vận dụng, vẻn vẹn chỉ là lấy thân thể tắm rửa lôi đình, liền rất nhanh vượt qua lôi kiếp. Thậm chí ở trong quá trình này, trần mục còn thời gian lợi dụng đem vừa mới tăng lên đến đại la cảnh giới tu vi cũng cố xuống bên ngoài tam thanh điện tam thanh thấy trần mục độ kiếp hết thảy thuận lợi liền yên lòng tinh thần sư điệt hiện tại đã là đại la tu vi xem ra là thời điểm dẫn hắn đi gặp sư phụ lão tử hiếp hai mắt vẫn đục nói với hai vị sư đệ sư huynh có phải hơi sớm không nguyên thủy có chút không xác định hỏi không còn sớm nữa đã một vạn năm rồi Tinh thần sư điệt là đồ tôn đầu tiên của lão sư, chúng ta không đi bái kiến lão sư, đây mới gọi là mất lễ nghĩa. Lão tử nói như đinh đóng cột. Nhận thấy được quyết tâm của lão tử, thông thiên và nguyên thủy cũng không nói nhiều nữa, đồng loạt nói. Tất cả đều do sư huynh an bài. Nghe vậy, lão tử cũng khẽ gật đầu. Trong ba người, đạo hạnh của hắn cao nhất, cho nên cũng mơ hồ nhận thấy được, lần sau giảng đạo có thể là lần cuối cùng hồng quân giảng đạo. Tuy rằng khi đó vẫn có thể mang theo trần mục đi bái kiến Hồng quân, nhưng khi đó giảng đạo Hồng quân đối mặt chính là Hồng hoang chúng sinh. Mà lần này mang trần mục đi gặp Hồng quân, ý nghĩa hoàn toàn khác. Chính là bọn họ huyền môn nội bộ sự tình, nói không chừng trần mục còn có thể bởi vậy đạt được một phần không tệ cơ duyên. Một lát sau, độ kiếp thành công hơn nữa cũng cố tu vi trần mục đi tới bên người Tam Thanh, hướng về mấy người bái yết nói. Đệ tử trần mục, bái kiến sư phụ còn có hai vị sư bá. Nhìn Trần Mục hiện giờ đã là cảnh giới đại la, ba người tam thanh cũng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Mục tràn ngập thưởng thức và hài lòng. Thần quan nội quẩn, đạo quả phi phàm. Diệu tai. Đại thiện. Lão tử liếc mắt một cái liền nhìn ra Trần Mục đại la đạo quả phi phàm, không keo kiệt khen ngợi. Huyền môn diệu đạo tam hoa khai, đạo quả thiên thành đại la thiên. Tinh thần sư điệt, từ nay hồng hoang to lớn, mặc ngươi đi. Ha ha Nguyên Thủy luôn luôn lạnh lùng, giờ phút này cũng không nhìn được tâm tình, giống như Trần Mục đột phá so với chính hắn đột phá còn cao hứng hơn. Bị hai người này khen như vậy, Trần Mục cũng là thiếu chút nữa liền lân lân, cũng may thông thiên kịp thời mở miệng nói. Hai vị sư bá các ngươi cũng không cần lại khen hắn tiểu bối này, bất quá chỉ là vừa mới đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, đặt ở hồng hoang bên trong có thể tính là cái gì? oán hận hai sư huynh của mình một câu, sắc mặt thông thiên đột nhiên ngưng trọng nói với Trần Mục. Tinh thần Đồ Nhi nhanh đi tắm rửa thay quần áo, dần hương tĩnh tâm, đợi lát nữa theo chúng ta đi ý kiến sư tổ ngươi. Nghe vậy, Trần Mục hơi kinh hãi, nhìn không được nói. Sư tổ? Hồng Quân đạo tổ. Chương 5. Mới gặp Hồng Quân. Công đức chí bảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Côn Lôn Sơn, Bạch Ngọc Kinh. Trải qua khiếp sợ ban đầu, Trần Mục cũng khôi phục bình thường. Sau khi tắm rửa thay quần áo, dân hương ngưng thần, liền theo Tam Thanh đi tới Bạch Ngọc Kinh ở Côn Lôn Sơn. Sau khi thành đạo, Hồng quân mặc dù ở ngoài 33 trọng thiên, trong hỗn độn thành lập tử tiêu cung cũng ở trong đó giảng đạo. Nhưng khi chưa từng giảng đạo, Hồng quân vẫn luôn ở trong côn lôn Bạch Ngọc Kinh. Mà tin tức này cũng chỉ có Tam Thanh mới biết được đồng thời cũng chỉ có tam thanh mới có thể tới bái phỏng hồng quân khi hồng quân chưa từng giảng đạo hơn nữa lắng nghe đại đạo tục xưng mở bếp nhỏ không có biện pháp ai kêu tam thanh mới là đệ tử thân truyền của hồng quân chính là chỗ huyền môn đạo thống của hắn mặt khác như là nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn hồng quân bất quá chỉ là ứng chiếu thiên đạo đại thế cùng với nhân quả chỗ mới miễn cưỡng thu làm ký danh đệ tử mà tam thanh thì hoàn toàn không giống không phải trước khi thành đạo đã bái sư, mà còn là bảo bối của Hồng quân. Ra mắt ba vị sư huynh, lão gia tính ra ba vị sư huynh đã đến, đặt mệnh chúng ta ở đây nên đón. Ngay khi Trần Mục trầm tư, chợt nghe thấy hai đạo thanh thúy nói. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo đồng một nam một nữ thi lễ với tam thanh. Hạo Thiên, Vân Hoa không cần đa lễ, nhanh đi bẩm báo lão sư, nói chúng ta mang theo huyền môn thủ đồ trước bái kiến. Lão tử nhẹ phất trần, thản nhiên nói sư huynh chờ một chút ta sẽ đi bẩm báo hai người trước khi đi cũng là không khỏi cố ý nhìn thoáng qua trần mục mà trần mục cũng là đối với bọn họ biểu đạt thiện ý mỉm cười gật đầu thăm hỏi trần mục cũng không dám coi thường hai người này dù sao trong tương lai cái kia hạo thiên chính là thiên đình chi chủ rất nhanh hai người đi bẩm báo liền chạy về ba vị sư huynh lão gia lệnh các ngươi mang vị đạo hữu này vào trong điện chờ, hắn lập tức tới ngay. Tam Thanh khẽ gật đầu, lập tức cũng không để ý tới hai người nữa, mang theo Trần Mục đi vào trong điện. Bạch Ngọc Kinh này, bọn họ sớm đã tới nhiều lần, tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Đại điện u tĩnh mà trang nghiêm, ngoại trừ ở giữa đặt một pho tượng bồ đoàn ra, không còn một vật một người. Không đợi Trần Mục tiếp tục quan sát, đột nhiên một bóng người hư ảo lặng lẽ xuất hiện trên bồ đoàn người này không thấy rõ dung mạo, giống như căn bản không tồn tại trong thiên địa. Quanh thân đại đạo hỗn độn khí tức tràn ngập, bản thân chỗ ở, thật giống như là đại đạo chỗ ở. Nhưng mà, khi Trần Mục nhìn kỹ, lại phát hiện đây giống như một lão giả bình thường không có gì lạ mà thôi. Mặt mũi hiền lành, lúc này vẻ mặt càng là ý cười nhìn về phía Trần Mục. Chỉ bất quá, ánh mắt này lại phản phất xuyên thấu hết thảy, bất kỳ bí ẩn nào ở trước mặt đều không thể giấu giếm trần mục mặc dù giống như bị điện giật vội vàng thu hồi ánh mắt không dám đối diện kinh khủng quá đáng chụp quả nhiên không hổ là đạo tổ mà tam thanh dường như đã sớm miễn dịch với phương thức xuất hiện của hồng quân đồng loạt tiến lên bái lạy đệ tử bái kiến lão sư trần mục như vừa tỉnh mộng vội vàng đi theo bái nói đồ tôn thượng thanh môn hạ tinh thần tử bái kiến sư tổ hồng quân khẽ nâng mắt tiện tay vung lên. Trong phút chốc, bốn cái bồ đoàn theo đó xuất hiện ở phía sau bốn người. Không cần đa lễ, ngồi đi. Các ngươi đã đến, đó chính là cơ duyên của các ngươi. Gần đây bần đạo ngẫu nhiên có cảm ngộ, các ngươi có thể nghe đại đạo này. Thanh âm già nua của Hồng Quân truyền đến, Tam Thanh trong nháy mắt mừng rỡ. Chúc mừng lão sư đạo hạnh đại tiến. Tam Thanh vội vàng đồng loạt nói. Hồng Quân khẽ gật đầu, không có đáp lại ngược lại trực tiếp bắt đầu nói đại đạo. Nhất cử nhất động, hành vi gây nên, đều là giảng dị tự nhiên, nhưng phản phát quy chân. Ngô sinh hữu nhai, mà đạo vô nhai, ba ngàn đại đạo tám trăm bàn môn, đều có thể thành đạo. Từ khi ta thành đạo tới nay, mới biết được thánh nhân không phải điểm cuối, mà là điểm khởi đầu. Hồng quân nói bình thản, êm tai nói, nhưng giống như chuông sớm trống chiều, vang vọng trong lòng trần mục. Lão sư, Người nói thánh nhân cũng không phải là điểm cuối, chẳng lẽ trên thánh nhân còn có cảnh giới cao hơn sao? Lão tử là học sinh ba tốt, là người đầu tiên đứng ra hỏi. Hồng quân đáp. Không sai, chúng sinh Hồng Hoang đều biết, chúng ta tu luyện cảnh giới từ thiên tiên thủy, sau đó là huyền tiên, thái ất huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hổn nguyên chân tiên, hổn nguyên kim tiên, hổn nguyên đại la kim tiên, hổn nguyên vô đại đại la kim tiên hỗn nguyên kim tiên cùng với hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên tồn tại như thế nào? Cái gọi là hỗn nguyên chân tiên, kỳ thật chính là cảnh giới hiện tại của các ngươi, cũng gọi là chuẩn thánh. Sau khi tu luyện tới đại la kim tiên, chém ba thi thể thiện, ác và chấp niệm là có thể chứng đạo là hỗn nguyên kim tiên, tức cảnh giới thánh nhân. Chỉ có điều, ở trên cảnh giới này lại vẫn còn có hỗn nguyên đại la kim tiên cùng với hỗn nguyên vô đại la kim tiên, hai loại cảnh giới này cái trước siêu thoát thiên đạo cái sau càng là siêu thoát đại đạo đạo trở mà dài a à. nói đến hai loại cảnh giới phía sau hồng quân khó được lộ ra vẻ mặt khát vọng nghe được hồng quân giải thích tam thanh cũng đều là lâm vào trầm tư chậm rãi tiêu hóa bực này nặng ký tin tức nhưng mà lúc này trần mục lại đột nhiên hỏi đệ tử xin hỏi sư tổ thành tựu hỗn nguyên kim tiên phải chăng chỉ có chém ba thi này một con đường Hồng quân cười nói. Không phải. Không phải. Chứng đạo hỗn nguyên kim tiên, có thể chém ba thi thể, có thể dùng thiên đạo công đức, cũng có thể lực chứng đạo. Chỉ có điều, công đức chứng đạo thiếu hụt quá lớn, lấy lực chứng đạo lại quá khó, cho nên bận đạo chỉ truyền xuống phương pháp trảm tam thi này. Đệ tử hiểu rồi, đa tạ sư tổ giải thích nghi hoặc. Sau khi có được đáp án mình muốn, Trần Mục liền lui xuống. Sau đó, Hồng quân liền tiếp tục bắt đầu tuyên truyền đại đạo. Trong phút chốc, từng đóa kim liên từ không trung rơi xuống, hóa thành linh lực tinh khiết tiến vào trong cơ thể bốn người trần mục. Đồng thời, càng có các loại dị tượng hiện ra. Có hổ gầm long ngâm, long phượng trinh tường. Còn có thủy thú chạy chồm, hoa cỏ núi non. Chỉ bất quá, lúc này đây Hồng quân nói tất cả đều là chuẩn thánh phía trên đại đạo, trần mục mặc dù thiên tư trác tuyệt, cũng chỉ có thể nghe cái đại khái, không cách nào hoàn toàn lý giải. Trái lại tam thanh, lúc này lại nghe như si như say. Hồng hoang không nhớ năm, thẳng đến ba vạn năm sau, Hồng quân lúc này mới định chỉ giảng đạo. Tam thanh còn có trần một bốn người cũng là lúc này mới như tỉnh mộng, từ trong nhập định tỉnh lại. Xem ra, lần giảng đạo này, các ngươi thu hoạch đều không nhỏ. Như thế, cũng không uổng công bần đạo khổ tâm một phen. Hồng quân nhìn bốn người trước mắt, hài lòng cười nói mắt thấy mấy người lại muốn bái tạ hồng quân phất tay cắt ngang nhìn về phía trần mục nói ra tinh thần tử ngươi đã bái nhập ta độ đệ thông thiên môn hạ là ta huyền môn tam đại thủ đồ thừa bần đạo đạo thống ngày sau hành tẩu hồng hoang vạn không thể để cho ta huyền môn hổ thẹn sư tổ yên tâm đệ tử hiểu trần mục kiên định trả lời hồng quân hài lòng gật gật đầu sau đó tiện tay vung lên trong phút chốc một vần sáng màu tím hiện lên trước mặt mọi người chỉ thấy trong vần sáng này có một thanh dài thước màu tím tràn ngập khí tức hỗn độn huyền hoàng. Hồng mông xích Chí bảo công đức Chương 6 Luyện hóa chí bảo Du lịch hồng hoang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lão tử liếc mắt một cái liền nhận ra bảo vật này, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hồng quân không để ý tới lão tử, tiếp tục nói với Trần Mục. Tinh thần tử, bảo vật này tên là hồng mông xích, chính là do công đức đại đạo mà bàn cổ đại thần khai thiên lập địa hạ xuống biến thành, chính là chí bảo công đức, có thể so với chí bảo tiên thiên, cùng nguồn gốc với thiên địa linh lung huyền hoàng tháp của sư bá ngươi. Bảo vật này sau khi luyện hóa, có thể trấn khí vận, càng có vô thượng chinh phạt chi lực, ngươi bản thể chính là tinh thần bàn cờ, mặc dù dị dụng vô cùng, càng có thể bố cục cổ kim, bất quá lại thiếu hụt công phạt chi lực, bảo vật này chính hợp cho ngươi sử dụng, bù đắp kia cuối cùng khuyết điểm tinh thần tử mong ngươi có được bảo vật này, vận dụng thật tốt, bảo vệ huyền môn ta. Hồng quân nhìn trần mục thật sâu, lần thứ hai vung tay lên, trong nháy mắt liền đem hồng mông xích dung nhập vào trong cơ thể trần mục. Đồng thời, càng là trợ giúp trần mục luyện hóa trong đó đại bộ phận cấm chế. Tuy rằng tạm thời còn không rõ vì sao Hồng quân ban cho hắn trọng bảo như thế, nhưng Trần Mục vẫn vội vàng cảm ơn. Đệ tử tạ ơn sư tổ ban bảo, đệ tử ghi nhớ pháp chỉ của sư tổ, nhất định sẽ bảo vệ tốt huyền môn. Hồng quân khẽ vuốt cầm, lần nữa tiện tay vung lên. Nhớ kỹ là tốt rồi, đều trở về đi, bần đạo cũng phải bế quan. Một đạo thần quan lóe lên, trong nháy mắt Tam Thanh và Trần Mục đã xuất hiện bên ngoài Tam Thanh Điện. Trong đại điện, lại chỉ còn lại một mình Hồng quân. Hồng quân nhìn phương hướng mấy người Trần Mục biến mất, sắc mặt phức tạp, thì thào lẩm bẩm thiên đạo đại thế không thể thay đổi bất quá tiểu thế nhưng có thể xoay chuyển hy vọng người biến số này trong tương lai thật có thể vì ta huyền môn mang đến một tia sinh cơ đi bên ngoài tam thanh điện ánh mắt tam thanh nhìn về phía trần mục có chút phức tạp bọn họ nghĩ không ra vì sao hồng quân chỉ coi trọng đồ tôn trần mục như thế phải biết rằng bọn họ là đệ tử thân truyền của hồng quân hiện tại cũng chưa từng nhận được linh bảo mà hồng quân ban thưởng chớ đừng nói chi là ban thưởng lại là hồng mông thước có thể so với tiên thiên chí bảo. Hiện tại, ba người bọn họ thân gia cộng lại, chỉ sợ cũng còn không có trần mục một cái này hậu bối thâm hậu đâu. Thật sự là người so với người tức chết người A. Tam thanh đều tự ở trong lòng khẽ thở dài, bất quá cũng không có ghen tị trần mục cái gì. Dù sao, đây chính là thủ đồ tam thanh bọn họ. Hồng quân coi trọng trần mục, bọn họ cũng cao hứng theo. Đối với tâm tình của tam thanh, trần mục hiểu được chỉ có điều lúc này cũng chỉ có thể dùng có chút vô tội nhìn về phía ba vị trưởng bối này hắn cũng không biết a à. lão sư coi trọng ngươi chính là tạo hóa của ngươi trở về hảo hảo tu luyện đem chí bảo luyện hóa thông thiên vỗ vỗ bả vai trần mục tràn đầy vui mừng nói mà lão tử và nguyên thủy cũng gật đầu với trần mục đệ tử hiểu rồi trần mục lên tiếng trả lời rời đi lần nữa tiến vào trong tam thanh điện bắt đầu triệt để luyện hóa hồng mông xích. Hồng mông xích là chí bảo công đức, giống như chí bảo tiên thiên, tổng cộng có 49 đạo cấm chế. Vốn dĩ, lấy trần mục đại la kim tiên tu vi, vẹn vẹn luyện hóa một đạo cấm chế liền ít nhất Trần một ngàn năm. Cũng may, dưới sự trợ giúp của Hồng quân, trần mục đã luyện hóa 40 cấm chế trong đó. Còn lại chín đạo cấm chế, luyện hóa cũng không tính là quá khó khăn. Chỉ bất quá, Trần Mục vẫn là có chút không nghĩ ra Hồng quân tại sao lại ban cho hắn hồng mông xích. Theo lý thuyết, cho dù hắn là huyền môn tam đại thủ đồ, cũng không nên nhận được loại đại ngộ này à. Đúng rồi. Chẳng lẽ nói, phải. Trần Mục bỗng nhiên nghĩ đến lời cuối cùng Hồng quân ban thưởng bảo nói với hắn, muốn hắn lợi dụng ban thưởng bảo vệ tốt huyền môn. Chẳng lẽ nói, sư tổ đã dự liệu được tương lai Tây Phương hội Đại Hưng, mà ta huyền môn sẽ gặp đại nạn trần mục suy nghĩ thêm một chút liền nhanh chóng hiểu ra tương lai hồng quân sẽ hợp thân thiên đạo đến lúc đó thiên đạo chính là hồng quân mà hồng quân hắn cũng không phải thiên đạo cho dù huyền môn diệt tuyệt hắn không thể ra tay cho nên lúc này mới chọn trúng trần mục hy vọng trong tương lai trần mục có thể có năng lực bảo vệ huyền môn đạo thống khi trần mục bố cục tương lai chuẩn bị bố trí mấy ván cờ nhàn rỗi hồng quân cũng đã giành bố cục trước mà trần mục hắn lại là một quân cờ trong tay hồng quân kết hợp với hướng đi tìm hiểu đại thế trước khi xuyên việt cùng với kinh vĩ ngang dọc bố cục chi đạo của bản thân trần mục rất nhanh hoàn chỉnh biểu diễn chân tướng như thế trọng trách trên người bần đạo lại nặng thêm vài phần a trần mục vừa luyện hóa hồng mông xích vừa tiện tay bày ra bàn cờ thiên địa trên đó quân cờ đen trắng giăng khắp nơi quá khứ hiện tại tương lai đều ở trong ván cờ sau một khắc càng là có một đạo hư ảo thân ảnh từ trần mục trong thân thể đi ra tại bàn cờ đối diện ngồi xuống sau đó hai người liền bắt đầu đánh cờ một đen một trắng rơi như bay vừa là đánh cờ lại càng thôi diễn bố cục tương lai thật lâu sau trần mục thu hồi phân thân nhìn ván cờ trước mắt ánh mắt ngưng trọng lẩm bẩm nói trọng yếu nhất vẫn là phong thần a giờ khắc này, trần mục ánh mắt phản phất xuyên thấu vạn cổ tuế nguyệt, thẳng tới tương lai. trên bàn cờ này, lập tức diễn biến ra cảnh tượng tương lai, thiên địa sát kiếp, lợi khí ngút trời, đồng môn tương tàn, chặn giáo vạn tiên vẫn diệt, phương tây độ hóa vô số huyền môn nhân tài. hết thảy đều chưa phát sinh, tràn ngập biến số, chỉ cần có bần đạo ở, tuyệt sẽ không để kết cục này xuất hiện. ánh mắt trần mục lạnh như băng, tiện tay vung lên lập tức ván cờ tiêu tán. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu chơi. Sau một khắc, Trần Mục bấm ngón tay một điểm, một viên màu đen quân cờ nặng nề rơi vào trong bàn cờ. Lạc tử. Thiên Nguyên. Trong phút chốc, trên bàn cờ hào quang đầy trời. Xuân đi thu đến, một vạn năm thoáng qua đã qua. Trong Tam Thanh Điện, Trần Mục chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt thâm thúy sâu xa. Thời gian vạn năm Trần Mục không chỉ hoàn toàn luyện hóa hồng mông xích, mà ngay cả tử điện truy, lưỡng nghi đồ, hỗn nguyên nhất khí hạp tam thanh tặng cũng toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, tại một vạn năm này, hắn càng là chính mình cùng mình hạ một bàn rất lớn rất lớn cờ. Xuất quan chuyện thứ nhất, Trần Mục chính là đi bái kiến tam thanh. Đồng thời, cũng báo cho mình biết ý nghĩ muốn đi hồng hoang du lịch. Lão sư, đệ tử tu hành vạn năm, dĩ nhiên luyện hóa sư tổ ban tặng hồng mông thước, tu vi cũng đã tiến vào Đại La Trung Kỳ, lại khó tiến thêm một bước, hy vọng có thể đi hồng hoang bên trong du lịch, kỳ có đột phá, mong lão sư đồng ý. Thông thiên vốn còn muốn ngăn cản, bất quá lão tử lại cười nói. Tinh thần sư điệt yên tâm xuống núi, nằm nhi chí tại tứ phương, người có đạo tâm như vậy, chúng ta thật là vui mừng. Đa tạ sư phụ sư bá thành toàn, đệ tử đi thôi. Chắp tay bái biệt tam thanh, trần mục một mình giá vân liền xuống côn lôn sơn. Cùng lúc đó, sau khi Trần Mục đi, Thông Thiên không nhịn được nói với lão tử. Sư Huynh, bây giờ dưới chân núi vu yêu hai tộc giằng co, tùy thời có thể bộc phát đại chiến, tinh thần tử Tu Vi tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cứ như vậy để cho hắn xuống núi thật sự tốt sao? Lão tử lắc đầu cười nói. Sư đệ, tinh thần sư chất là một khối ngọc thô, nhưng ngọc thô cũng cần điêu khắc tỉ mỉ mới có thể thành khí. Ngươi cứ yên tâm đi, Tinh thần sư điệt có hồng mông xích do sư phụ ban tặng, thánh nhân trên hồng hoang không ra, hắn vô luận gặp phải ai cũng đủ để tự bảo vệ mình. Nguyên Thủy cũng nói theo. Đại sư Huynh nói không sai, tinh thần sư điệt từ khi hóa hình tới nay thuận buồm xuôi gió, lần này xuống núi vừa vặn để cho hắn lịch lãm rèn luyện. Nghe được hai vị sư Huynh nói, thông thiên cũng gật đầu nói. Các ngươi nói quả thật có lý, đã như thế, vậy để cho hắn xuống núi sông pha đi. P. S. Xin số liệu. Chương 7 Vu yêu chinh phạt Thanh khâu chi hồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hồng hoang to lớn, vô cùng tận Cho dù Trần Mục Tu hiện giờ đã đạt tới Đại La Kim Tiên Trung Kỳ So với toàn bộ hồng hoang đại địa, vẫn chỉ là muối bỏ biển mà thôi Từ sau thượng cổ Long Hán Sơ Kiếp, đến nay đã qua vô số nguyên hội Hồng hoang đại địa một lần nữa khôi phục sinh cơ, nhưng tranh đấu lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Chỉ có điều, nhân vật chính tranh đấu lại từ Long Phượng đổi thành vu yêu hai tộc. Đứng ở giữa không trung, quan sát nhìn lại, toàn bộ hồng hoang đại địa trên, tùy ý có thể thấy được vu tộc cùng yêu tộc quy mô nhỏ chiến đấu. Hôm nay, yêu tộc hai vị yêu hoàng thành lập thiên đình, trưởng thiên. Vu tộc 12 tổ vu, thì xưng bá hồng hoang, trưởng địa. Hai tộc bây giờ đã thế thành thủy hỏa, ai cũng muốn đem đối phương triệt để diệt. Bất quá cũng may, hôm nay lãnh đạo hai bên đều còn khắc chế, biết còn chưa có phần thắng tuyệt đối. Nhưng, tầng dưới chót sông phương lại ma sát không ngừng. Toàn bộ hồng hoang đại địa, tùy ý có thể thấy được chiến hỏa bay tán loạn. Sát khí ngút trời, lệ khí ngưng tụ ở phía chân trời thật lâu không tiêu tan, một hồi đại kiếp nạn là không thể tránh khỏi a. À. Trần Mục khẽ lắc đầu, hắn hiểu được không bao lâu nữa Vu yêu hai tộc tất sẽ bộc phát ra một hồi kinh thế chi chiến. Đây là thiên đạo vận hành cho phép, ai cũng không thể ngăn cản. Vu yêu hai tộc hiếu dũng đấu ác, không biết số trời, bất kính thiên đạo. Bất quá đều là thiên đạo hào hạo đại thế hạ vứt bỏ mà thôi. Trần Mục du tẩu tứ phương hồng hoang đại địa, mặc cho Vu yêu hắn tranh đấu không ngớt, Trần Mục lại đều lấy lạnh lùng quan sát. Lần này đi du lịch hồng hoang, Trần Mục có hai mục đích thứ nhất chính như Trần Mục bẩm báo với Tam Thanh, rèn luyện đạo tâm trong hồng hoang, cùng với xem có thể gặp phải cơ duyên tạo hóa gì hay không. Thứ hai, hạ vài bước cờ nhàn vì bố cục sau này. Mà Trần Mục trạm thứ nhất, chính là phía nam bất tử núi lửa. Núi lửa bất tử là tổ địa của phượng hoàng nhất tộc thượng cổ, sau khi Long Hán sơ kiếp, núi lửa bất tử trấn nguyên phượng vĩnh, từ đó phượng hoàng nhất tộc từ hồng hoang ẩn lui. Trần Mục lần này đi, chính là muốn thu phục phượng tộc hạ xuống quân đầu tiên trên bàn cờ hiện giờ phượng tộc tuy rằng thế yếu vả lại nguyên phượng vĩnh trấn bất tử hỏa sơn nhưng trong tương lai sẽ có tác dụng lớn đương nhiên nếu còn có thể đụng tới khổng tuyên cùng đại bằng chưa hóa hình hơn nữa thu phục tất nhiên là càng tốt trần mục một bên ở trong lòng yên lặng tính toán kế tiếp bố cục một bên hướng bất tử núi lửa đằng vân mà đi nhưng mà khi đi tới địa giới thanh khâu Trần Mục lại đột nhiên dừng lại, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy, thanh khâu đỉnh núi, ánh lửa tận trời, đại họa giống như vô tình mảnh thú, điên cuồng thôn phệ chỗ đi qua hết thảy sinh linh. Mà ở trung tâm kia, càng là huyết khí như biển, đang tiến hành một hồi tàn sát. Trần Mục thần niệm sở tới, tức mục chi sở kiến. Trên đỉnh núi Thanh Khâu, động thiên phúc địa vốn non xanh nước biếc, giờ phút này giống như một mảnh cảnh tượng tận thế trên người một tôn cự nhân trải rộng các loại hoa văn, toàn thân trải sát khí khủng bố, trong tay hoặc cầm cốt bổng, hoặc cầm đao kiếm cung kích đang đem một đám hồ yêu vây quanh cùng một chỗ. Những hồ yêu này nam nữ già trẻ đều có, trên khuôn mặt tuấn Mỹ tràn đầy sợ hãi cùng chết lặng. Cũng có nhiệt huyết hồ tộc thiếu niên, phẫn hận nhìn chầm chầm trước mắt những này to lớn vu tộc. Những vu tộc này xâm nhập gia viên của bọn họ, tùy ý tàn sát, vô số đồng tộc chết thảm, máu chảy thành sông đáng tiếc, thực lực của bọn họ thấp kém, căn bản không phải là đối thủ của những vu tộc này. Ngay cả tộc trưởng thực lực mạnh nhất trong bọn họ, cũng chỉ vẹn vẹn một chiêu đã bị vu tộc cầm đầu gõ chết, não vỡ đầy đất. Yêu hoàng Con dân của ngài đang bị tàn sát, mau tới cứu chúng ta, cứu hồ tộc chúng ta đi. Hồ tộc một vị trưởng lão tóc bạc nước mắt tung hoành, quỳ rạp trong vũng máu, ngửa mặt lên trời hò hét. Đáng tiếc, hắn cũng không có đợi được hắn tâm tâm niệm niệm yêu hoàng, nên đón hắn lại là vu tộc đại bổng. Ôn ao! Ngươi cái kia chó má yêu hoàng, hiện tại đang ở trên trời hưởng phúc, nào có công phu quản các ngươi những này tiểu yêu sống chết? Hừ! Đám vu tộc thủ lĩnh hỏa vương hừ lạnh, lộ ra nụ cười khát máu, thẳng nhiên phân phó. Dết! Dết sạch đám hồ nhãi con này, không chừa một ai. Vâng, thủ lĩnh đại vu hỏa vương ra lệnh một tiếng, trong phút chốc tất cả vu tộc cũng lĩnh mệnh. Một thanh đồ đao, lại theo đó được dơ lên. Huyết hoa bắn tung tóe, đầu người cuồn cuộn, sinh mệnh hồ tộc bị thu hoạch. Còn lại hồ tộc nhóm, càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân chết thảm, sau đó cầu nguyện chậm một chút giết tới chính mình. Ngoài trăm dặm, trần mục thông qua thần niệm thu hết thảy vào đáy mắt. Tuy rằng vu tộc thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Trần Mục lại cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Vu yêu hai tộc chính là tử địch, đấu tranh càng liên quan đến sinh tử tồn vong của tộc quần. Đuổi tận giết tuyệt mới là cách làm chính xác. Hồng hoang pháp tắc cũng là như thế. Xuyên qua một vạn năm, Trần Mục đạo tâm sớm cứng rắn như sắt. Bất đồng sẽ vì hồ tộc nhỏ yếu bị tàn sát mà sinh lòng trắc ẩn, đồng dạng cũng sẽ không vì thủ đoạn vu tộc tàn nhẫn mà bài xích vu tộc trần mục sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục nhìn về phía đỉnh núi thanh khâu dưới sự tàn sát không chút lưu tình của vu tộc trong nháy mắt toàn bộ thanh khâu hồ tộc chỉ còn lại hơn một trăm người máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đổ nát tàn chi đoạn hài phủ kín cả tòa núi xanh nhưng mà dù là như thế các vu nhân vu tộc vẫn không có chút ý tứ dừng lại chỉ có điều dưới áp lực tàn sát như vậy rốt cục có hồ tộc khó có thể chịu đựng mạnh mẽ tránh khỏi vu tộc trấn áp vọt ra. Đám đồ tể các ngươi, ta liều mạng với các ngươi. Lao ra chính là một cái hồ tộc thanh niên, trên người đầy vết máu, hóa thành một đạo thần quan, mãnh liệt xông về phía cầm đầu đại vu hỏa vương trước mặt. Nhưng mà, thân là đại vu hỏa vương nhưng là ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt, thân thể hơi chấn động. Trong phút chốc, một đạo hừng hực liệt hỏa liền từ trên người thanh niên này thiêu đốt lên, vẹn vẹn một lát liền thiêu thành cho bụi. Đồ tể bản tôn thích danh hiệu này hỏa vương lạnh lùng hừ một tiếng quanh thân nóng rực như lửa ánh mắt lại lạnh lẽo như băng vu tộc mặc dù không có nguyên thần chỉ tu thân thể nhưng cái này vu thuật lại có thể trực tiếp điều động thiên đạo quy tắc ngược lại là có chút ý tứ xa xa thấy được toàn bộ quá trình trần mục hơi hơi tự nói theo thanh niên này hóa thành cho tàn hồ tộc còn lại cũng là không còn ai dãy ra phản kháng toàn bộ bị vu tộc tàn sát không còn đối với việc này trần mục cũng chỉ là khẽ thở dài cất bước chuẩn bị rời đi nhưng mà vào lúc này hắn lại đột nhiên nghe được vài tiếng kêu hắc hắc giống như nhân loại tiện tay vung lên cây khô xung quanh trong nháy mắt tiêu tán chỉ thấy một con thật lớn bạch hồ thân thể xuất hiện ở trước mắt mà ở này bạch hồ dưới thân thì là có năm con tiểu hồ ly đang ghé vào bạch hồ trên bụng mút sữa xem ra năm tiểu gia hỏa này hẳn là vừa mới sinh ra không lâu nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại thời khắc cuối cùng trước khi chết con cáo trắng này đã sinh ra hơn nữa lợi dụng thân thể đã chết của mình đem bọn họ bảo vệ xuống nữ tử mặc dù yếu vi mẫu tắc cương điểm này ở thế gian ngàn vạn sinh linh bên trong đều có thể hiện hồ tộc thanh khâu bị vu tộc tàn sát hầu như không còn trần mục có thể mặc kệ nhưng năm tiểu gia hỏa này trần mục lại làm không được không đi quản nếu như hắn cứ như vậy rời đi, đạo tâm tất nhiên sẽ mong trần. Dưới thiên đạo, tự có một đường sinh cơ, ngươi thanh khâu hồ tộc mặc dù gặp phải tai ương ngập đầu, nhưng các ngươi năm tiểu gia hỏa lại gặp bần đạo, coi như là tạo hóa của các ngươi. Trần mục tiện tay chỉ, trong phút chốc một luồng thần quan bao phủ ở năm tiểu tử trên người. Nhất thời, năm tiểu tử vừa rồi còn đục ngầu ánh mắt trở nên trong suốt, tràn ngập linh tính. Mà ngay khi Trần Mục chuẩn bị đem cái này năm cái tiểu gia hỏa mang đi, chuẩn bị cho bọn hắn tìm một chỗ có thể che chở bọn hắn trưởng thành chỗ lúc, đột nhiên một đạo hừ lạnh từ xa truyền đến. Buông đám hồ tử kia xuống, bản tôn thả ngươi rời đi. Bảy trang Chương 8 Đối chiến hỏa vương Đưa tay trấn áp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trong ngọn lửa hừng hực, hỏa vương toàn thân đầy sát khí mang theo một đám vu tộc, xuất hiện trước mắt trần mục nếu như chỉ có trần mục một người những vu tộc này tự nhiên không có khả năng phát hiện nhưng vừa rồi cái này năm tiểu tử khí tức lại là đem hỏa vương cho hấp dẫn tới nhìn hỏa vương chúng vu giả lai bất thiện trần mục bình tĩnh vung tay lên đem năm tiểu tử kia thu vào trong tay áo càng khôn sau khi làm xong hết thảy trần mục mới thản nhiên nói với hỏa vương năm con non hồ tộc này bần đạo bảo vệ các hạ thấy thế nào hỏa vương còn chưa nói tiểu vu sư bên cạnh đã không nhịn được giận dữ mắng ở đâu tới đạo nhân dám như vậy cùng thủ lĩnh của chúng ta nói chuyện ngươi là muốn chết sao trần mục không để ý tới tiểu vu sư này mà nhìn về phía hỏa vương thản nhiên hỏi người vu tộc chẳng lẽ đều là cuồng đồ như vậy sao hỏa vương hừ lạnh nói nếu đã biết đại danh vu tộc ta tại sao phải bảo vệ đám hồ tể tử kia hay là nói ngươi hạ quyết tâm muốn đối địch với vu tộc ta? Bần đạo không có ý đối địch với vu tộc, nhưng những con non hồ tộc này có duyên với bần đạo, tất nhiên phải bảo vệ. Dưới thiên đạo tự có một đường sinh cơ, các hạ nếu muốn đuổi tận giết tuyệt, bần đạo cũng phải xuất thủ. Trần Mục Ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói lại không chút nhượng bộ. Bản tôn hiểu rồi, các hạ 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 quyết tâm muốn đối địch với vu tộc ta. Đã như thế, vậy thì đến đây đi vu tộc người tính tình từ trước đến nay nóng nảy và lại nhận thức tử lý này hỏa vương càng là như thế một lời không hợp liền muốn sinh tử tương hướng trên dưới hỏa vương chu phủ kính hỏa diễm mãnh liệt cơ bắp mạnh mẽ toàn bộ phòng lên bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố đầu tóc đỏ kia lại càng dựng thẳng phản phất hóa thành một đoàn lại một đoàn hỏa diễm thậm chí hỏa vương này liền ngay cả trong hai mắt đều có ánh lửa nở rộ Cả người giống như một tôn họa diễm chiến thần. Mà Tiểu Vu sư phía sau thấy một màn như thế, càng kinh hãi nói: "Đây là bí thuật của Hỏa Chi Vu tộc ta. Hỏa diễm chi thể." Không nghĩ tới chút dung tổ Vu đúng là bí pháp này đều truyền cho thủ lĩnh, có bí pháp này ở đây, cho dù đạo nhân này thực lực mạnh hơn nữa, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lời nói của Tiểu Vu âm vang hữu lực, đối với thủ lĩnh nhà mình càng càng ngập lòng tin vô cùng. Nhưng mà giờ phút này hỏa vương lại thoải mái như những thủ hạ kia tưởng tượng. Mặc dù, cho tới bây giờ trần một cái gì cũng không có làm. Nhưng cho hỏa vương cảm giác, lại tựa như vực sâu không đáy, sâu không lường được. Loài cảm giác này, cho dù là mười đại yêu thần của yêu tộc cũng hoàn toàn không thể so sánh được. Hỏa vương biết, lần này hắn xem như gặp phải địch thủ. Chỉ bất quá, hắn lại không có chút thoái ý nào. Vu tộc bọn họ chiến thiên chiến địa chiến yêu tộc, cho tới bây giờ chỉ có vu tộc chết trận, không có chạy trốn vu tộc. Dết. Hỏa vương hét lớn một tiếng, nắm lấy nắm đấm lớn như sườn núi, cả người giống như một quả cầu lửa, lao thẳng về phía trần mục. Trong nháy mắt, hỏa vương cũng đã đi tới trước mặt trần mục. Nắm đấm khủng bố tản ra khí tức cực nóng, gần như đã đập vào mặt trần mục. Ngay khi hỏa vương cho rằng một quyền này đã muốn đắc thủ, trần mục vẫn lạnh nhạt đối phó rốt cục động chỉ thấy trần mục hơi dậm chân, trong phút chốc thời gian quanh thân còn có không gian phản phất như bị định trụ, lâm vào đến một cổ kỳ lạ tràn vực ở giữa. Hỏa vương thân ở trung tâm, lại càng không thể động đậy. Ở trong mắt hắn, toàn bộ thế giới phản phất đều thay đổi, từng cái hắc bạch đang xen hoa văn đem hắn hoàn toàn bao vây ở trong một cái ô vuông. Dù cho hắn dùng hết toàn thân tất cả khí lực, càng là điên cuồng điều động chung quanh hỏa chi pháp tắc, nhưng lại đều là vô dụng công một loại nỗi sợ hãi bất lực, trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Cùng lúc đó, thanh âm của Trần Mục cũng theo đó từ bên ngoài truyền đến. Không biết số trời, không biết tiếng lùi, trấn áp ba vạn năm. Nói xong, Hỏa Vương chỉ cảm thấy chợt có một cổ đại lực từ trên trời giáng xuống, một bàn tay khủng bố trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Bùng! Sau tiếng nổ vang kịch liệt, một ngọn núi cao ngất trời rõ ràng đứng sừng sững dưới chân núi Thanh Khâu dưới ngọn núi lớn rõ ràng là hỏa vương vừa rồi còn hung uy ngập trời giờ phút này lại hoàn toàn bị trấn áp dưới ngọn núi lớn không còn chút sức phản kháng nào xa xa tiểu vu sư vừa rồi còn tràn đầy lòng tin đang nhìn thấy một màn này mỗi người trợn to hai mắt há to miệng hoàn toàn khó có thể tin được thủ lĩnh vô địch trong mắt mình lại giơ tay lên đã bị đạo sĩ kia trấn áp hết thảy phát sinh quá nhanh bọn họ chớ nói tiếp nhận thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng. Đợi đến khi phản ứng lại, những tiểu vu sư này ngược lại cũng đủ nghĩa khí, cũng không có bỏ lại hỏa vương chạy trốn. Mặc dù biết rõ không phải là đối thủ của Trần Mục, nhưng vẫn trống giận xong về phía Trần Mục, muốn báo thù cho thủ lĩnh của mình. Nhưng mà, những tiểu vu sư này mới vọt tới một nửa đã trực tiếp bị hỏa vương uống cạn. Đứng lại. Đều cút về cho bản tôn, bản tôn chỉ là bị trấn áp, cũng không phải chết rồi. Một đám tiểu vu nhanh chóng đi tới phía dưới ngọn núi, nói với hỏa vương. Nhưng thủ lĩnh, ngài đã như vậy rồi. Chúng ta làm sao mặc kệ đây? Nghe vậy, hỏa vương giận dữ mắng. Cút. Đều cút cho bản tôn. Bản tôn lúc nào nghèo túng đến cần các ngươi những này rác rưởi tới cứu, bản tôn kỹ không bằng người, bị trấn áp đó cũng là bản tôn đáng đời. Nghe hỏa vương răng dậy, những tiểu vu sư này tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nghe lời hắn một bước ba quay đầu lại rời đi hỏa vương sở dĩ làm như vậy kỳ thật cũng là vì cứu những tiểu vu sư này chẳng qua bọn họ cũng không biết nỗi khổ tâm của hỏa vương mà thôi nhìn thấy bọn họ đi xa hỏa vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà trần mục vốn liền không có đối với những tiểu vu sư này xuất thủ ý nghĩ cho nên cũng là mặc kệ làm bất quá sau khi những tiểu vu sư kia đã đi được hơn 10 dặm, lúc này mới chậm rãi nói ra. Trở về bẩm báo tổ vu các ngươi, nếu có cơ hội bần đạo sẽ đến nhà bái phỏng. Hỏa vương nghe vậy trong lòng lần nữa cả kinh, chẳng lẽ đạo nhân thần bí này lại có chiến lược sánh vai với tổ vu hay sao? Vừa mới đánh một trận, hỏa vương cảm thấy thật sâu vô lực cảm giác. Từ khi hắn xuất đạo tới nay, còn chưa bao giờ nghẹn khuất như thế. Coi như là đối mặt tổ vu, Tuy rằng cũng là không địch lại, nhưng tuyệt đối sẽ không ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Nghĩ đến đạo nhân thần bí này, lại còn muốn tự mình đi tìm Tổ Vu, Hỏa Vương không khỏi càng lo lắng. Nếu là bởi vì hắn, lại vì vu tộc đưa tới một cái đại địch, vậy hắn có thể thành vu tộc thiên cổ tội nhân. Tâm tư Hỏa Vương, Trần Mục tất nhiên là không biết. Huống hồ, đối với hắn mà nói, chiến thắng một vu tộc đại vu sư cũng không phải là chuyện gì đáng kiêu ngạo vu tộc đại vu có thể so với đại la kim tiên đứng đầu đại vu càng có thể đối chiến đỉnh phong đại la mà không rơi vào thế hạ phong đáng tiếc không biết số trời tại trần mục tự thân tinh thần bàn cờ kinh vĩ tung hoành dưới con đường chỉ có thể biến thành đồ chơi trừ phi hỏa vương có thực lực cấp tổ vu có thể một lực phá vạn pháp trần mục không có lại quản này hỏa vương lúc này để cho hắn đau đầu chính là trong tay áo cái kia năm cái tiểu gia hỏa nên như thế nào an trí nhìn thanh khâu sơn trước mắt gần như đã hóa thành phế tích, trần mục tiện tay bấm ngón tính toán vài cái. Tính ra cửu vĩ hồ tương lai ứng kiếp lúc phong thần, chính là xuất thân từ thanh khâu, trong lòng rất nhanh liền có ý nghĩ. Tiện tay vung lên, trần mục thả năm tiểu tử ra, thản nhiên nói. Đã như thế, bần đạo liền người tốt làm đến cùng, lại tiễn các ngươi một hồi tạo hóa. Ngày đầu thứ tám canh, xong. Yêu cầu dữ liệu. Chương 9 thiên đạo công đức một bước rảnh rỗi cờ bạn đang nghe tại truyện chấm audio một bước bước ra ruột đất thành tất trong nháy mắt trần mục liền mang theo năm con tiểu hồ ly đi tới đỉnh núi thanh khâu nơi này nguyên bản chính là gia viên hộ tộc đời đời cư trú hôm nay cũng đã toàn bộ thành phế tích chung quanh cạn là trải rộng tàn thi cục tây máu chảy thành sông năm tiểu gia hỏa vừa mới xuất thế chưa từng thấy qua cảnh tượng kinh khủng như vậy nhất là vừa bị Trần Mục điểm hóa linh trí giờ phút này càng là hoảng sợ bất quá đã có hai cái tư chất tốt nhất hồ ly nhận ra đây là tộc nhân của bọn họ phát ra ô ô trên rỉ trong đó có một con tiểu bạch hồ càng là bò lên đầu vai Trần Mục kéo kéo gốc áo Trần Mục nghi hoặc nhìn về phía Trần Mục giống như là hỏi Trần Mục tại sao tộc nhân của mình lại thành như vậy nhìn tiểu tử trên vai trần mục không khỏi khen ngợi linh tính của tiểu gia hỏa rất tốt ngày sau ngươi sẽ từ từ hiểu được trần mục vẫn chưa trả lời nghi hoặc của tiểu gia hỏa này cho dù nói cũng chưa chắc có thể hiểu được huống hồ trần mục cũng không muốn như vậy gieo xuống cừu hận trong lòng mấy tiểu gia hỏa này đem tiểu bạch hồ từ đầu vai gỡ xuống trần mục bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc hai mắt nhắm chặt một tay kết ấn bắt đầu yên lặng tụng kinh văn nhân đạo mờ ảo tiên đạo lỗ mãn, quỷ đạo vui vẻ hề, đương nhân sinh môn, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý chung. Tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung. Một câu lại một câu kinh văn sau khi trần mục tụng niệm, hóa thành một đạo lại một đạo quan văn màu vàng, trong nháy mắt bao phủ ở trên núi Thanh Khâu. Dưới những hoa văn màu vàng này, quan hồn hồ tộc bị vu tộc tàn sát cũng theo đó mà được độ hóa. Đồng thời, cũng là có một đóa lại một đóa kim liên từ phía chân trời rơi xuống hóa thành linh khí tinh khiết, tẩm bổ vạn vật chúng sinh thanh khâu sơn. Dưới tác dụng của những kim liên này, đại địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một vệt màu xanh biếc một lần nữa phủ lên núi Thanh Khâu, tàn thi cục tay lúc trước vào giờ phút này cũng theo đó hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp chất dinh dưỡng cho sự sống lại của núi Thanh Khâu. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Khâu Sơn rực rỡ hẳn lên, chẳng những không có trước như vậy tận thế cảnh tượng, càng là trở nên giống như tiên cảnh mà tất cả những thứ này đều là bởi vì Trần Mục đọc kinh văn kia. Kinh này tên là Thái Thượng Linh Bảo Độ Nhân Kinh, đối với thần thông bản thân cũng không có quá nhiều giá trị. Nhưng, lại có thần dị độ hóa tất cả oan hồn tà linh trên thế gian. Chính là thông thiên sáng tạo, lúc trước ở Côn Lôn Sơn truyền thụ thanh diệu Pháp cho Trần Mục, cùng nhau truyền cho Trần Mục. Một lần nữa mở ra hai mắt, nhìn trước mắt hoàn toàn đại biến dạng thanh khâu sơn, Trần Mục chính mình cũng hơi có chút khiếp sợ không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, có thể sáng chế ra kinh văn như thế, xem ra đạo hạnh của lão sư cách hỗn nguyên kim tiên cảnh giới cũng không xa. Trần Mục ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, hiện nay thời gian điểm là đạo tổ lần thứ hai giảng đạo vừa mới kết thúc không lâu. Dựa theo trí nhớ kiếp trước đến xem, các đại thánh nhân thành đạo hẳn là cũng ở gần 10 cái nguyên hội gian. Ngay khi Trần Mục suy nghĩ sâu xa, chợt có cảm giác, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy từng đám tường vân ngưng tụ, một cổ huyền hoàng chi khí, trong nháy mắt bao phủ trên bầu trời thanh khâu sơn. Trong phút chốc, kim quang vô tận trong nháy mắt bao lấy trần mục. Huyền hoàng chi khí bàn bạc cũng theo đó vọt về phía trần mục. Thiên đạo công đức Mặc dù chưa bao giờ thấy qua công đức, nhưng trần mục vẫn là trước tiên liền nhận ra. Công đức ở trong hồng hoang chính là thứ tốt, chính là thiên đạo thưởng cho người có công với hồng hoang, diệu dụng vô cùng. Chẳng những có thể dùng để nâng cao tu vi, nâng cao phẩm chất linh bảo, quan trọng nhất là có thể trấn áp khí vận, su cát tị hung. Dù sao nếu như có được đại công đức, coi như là thánh nhân cũng không dám tùy ý chém giết. Trần Mục trong lúc phất tay đem tất cả công đức toàn bộ thu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một khoản thu hoạch không tồi. Những công đức này, Trần Mục cũng không có dùng để tăng lên tu vi, mà là toàn bộ luyện hóa vào bản thể tinh thần trong bàn cờ. Bởi vì tinh thần bàn cờ phẩm cấp vốn cực cao, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trừ phi có thể có công đức ngập trời như nữ hoa tạo người sau này, nếu không cũng khó tăng lên phẩm cấp. Nhưng chỉ cần không ngừng luyện hóa công đức trong đó, có lẽ có thể làm cho nó giống như hồng mông xích, trở thành chí bảo công đức, giết người không dính nhân quả. Chính là không biết, nếu như trưởng thành đến như vậy trình độ, Trần Mục bản thân tu vi có thể hay không cũng đột phá. Đương nhiên, Trần Mục cũng biết muốn đi đến một bước kia cần công đức tuyệt đối là lượng lớn. Coi như một niệm tưởng, Trần Mục cũng sẽ không cưỡng cầu. Đem tất cả công đức luyện hóa xong, thu hồi tinh thần bàn cờ. Trần Mục lần nữa nhìn về phía năm tiểu tử bên cạnh, đúng là đã toàn bộ ngủ thiếp đi. Ngắn ngủ một ngày, năm tiểu gia hỏa này đã không biết từ bên bờ sinh tử đi bao nhiêu lần. Có thể gặp được Trần Mục, cũng coi như tạo hóa của bọn họ. Nơi đây hôm nay linh khí càng thịnh, cũng thích hợp cho các ngươi truyền thừa thanh khâu hồ tộc. Chỉ có điều, bần đạo cuối cùng vừa mới trấn áp vu tộc đại vu, nghĩ đến vu tộc tất nhiên sẽ không thiện thôi cam hưu. Nếu như vậy, vậy để vu tộc không thể nào tìm được là được. Trần Mục nín thở ngưng thần, khẽ dẫm lên mặt đất. Trong phút chốc, một bàn cờ hư ảo theo đó xuất hiện ở dưới chân. Cùng lúc đó, từng đạo trận Pháp Minh Văn cũng theo đó kéo dài ra, giăng khắp nơi. Bất quá trong nháy mắt, một tòa hồ sơn đại trận đã bố trí xong phẩm cấp trận pháp mặc dù so ra kém cửu khúc hoàng hà đại trận tru tiên trận những đại trận khủng bố này nhưng có thể đem thanh khâu sơn từ hồng hoang đại địa ẩn đi ngoại trừ thánh nhân chỉ sợ toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có trận pháp thông thiên mọi người mới có thể phát hiện có trận pháp này cho dù sau khi trần mục đi vu tộc tới trả thù cũng khó tìm được núi thanh khâu xem như cho năm tiểu gia hỏa này lưu lại một hoàn cảnh tu luyện trưởng thành tuyệt đối an toàn sau khi làm xong tất cả trần mục lại lặng lẽ ở năm tiểu tử mi tâm nhẹ nhàng điểm một chút từ trong thức hải của bọn họ phân biệt lưu lại hình ảnh thượng thanh tiên pháp đồng thời nhắc nhở bọn họ đã tu lên thanh tiên pháp phải tuân thủ thanh môn quy phụng tam thanh chính thống đương nhiên chân chính thượng thanh tiên pháp không có thông thiên cho phép trần mục tự nhiên không có khả năng tùy tiện truyền thụ trần mục lưu lại chỉ là một ít dễ hiểu huyền môn diệu pháp nhưng cho dù như thế cũng đã đủ để cho năm tiểu tử kia được lợi cả đời sau khi làm xong tất cả trần mục liền rời khỏi thanh khâu sơn lần này dừng lại ở thanh khâu bày ra một bước cờ nhàn hơn nữa còn thu hoạch công đức thiên đạo khúc nhạc đệm nhỏ này cũng coi như viên mãn về phần đắc tội vu tộc trần mục hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng dù sao sau đó không lâu hắn cũng xác thực muốn đi vu tộc một chuyến đến lúc đó giải thích rõ ràng là được vu tộc nhưng là hắn bố cục tương lai cực kỳ trọng yếu một nước cờ nhưng mà trần mục không biết nhưng là bởi vì hắn cuối cùng để cho những tiểu vu kia mang về hiện tại hắn ở vu tộc nơi đó nhưng là vào sổ đen nghe nói ngay cả thập nhị tổ vu cũng tức giận tuyên bố muốn bắt lấy lột da trút xương cũng may thổ chi tổ vu hậu thổ trong thập nhị tổ vu ra mặt, lúc này mới làm cho một đám tổ vu bình ổn lửa giận. Chư vị ca ca chớ nóng giận, chuyện hỏa vương, tiểu muội tự mình đi một lần là được, có lẽ là có hiểu lầm gì đó. Với thực lực của đạo nhân kia, chỉ cần giơ tay là có thể trấn áp hỏa vương, nhưng không giết một vu tộc nhi lan ta, nghĩ đến cũng không có ý định đối địch với vu tộc ta. Hôm nay vu yêu dặn co, vu tộc ta không thể tùy tiện gây địch nghe mùi tử nhà mình vì Trần Mục nói chuyện như vậy, chúc dung tính tình nóng nảy nhất mặc dù không làm. Chẳng qua còn chưa kịp phản bác, để Giang đứng đầu tổ vu đã giành nói trước. Tiểu mùi nói không sai, là lý lẽ này, đã như thế vậy liền vất vả tiểu mùi đi một chuyến. Ngày đầu thứ chín canh, buổi chiều cùng buổi tối còn có, chỉ cần làm không chết liền hướng trong chết làm. Xong lên. Chương 10 Tích lũy công đức Hậu thổ chấn kinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hồng hoang đại địa, chiến hỏa liên thiên. Trần Mục từ sau khi rời khỏi thanh khâu, một đường đi về phía nam. Trong lúc này, thế cục vu yêu càng thêm khẩn trương, đại chiến cơ hồ hết sức căng thẳng. Mà trên hồng hoang đại địa, vu yêu chiến đấu quy mô nhỏ tùy ý có thể thấy được. Vô số sinh linh chết trong trận hạo kiếp này, còn có vô số oan hồn xoay quanh trên hồng hoang, không có chỗ để đi, cuối cùng hóa thành oán linh đối với những oán linh này trần mục chỉ cần nhìn thấy sẽ dựng bước tiến hành độ hóa tuy rằng chậm trễ không ít thời gian nhưng thu hoạch tương đối phong phú đạt được đại lượng công đức thiên đạo dù sao công đức thứ này coi như là thánh nhân cũng sẽ không ngại nhiều xem ra lục đạo luân hồi cũng sắp xuất thế phải tranh thủ thời gian đi vu tộc một chuyến vừa mới ở một chỗ âm mạch trung độ hóa oán linh xong trần mục bấm ngón tay tính toán xong hơi tự nói Lục Đạo Luân Hồi xuất thế cũng đại biểu cho việc thành lập địa phủ. Mà ý nghĩa chiến lược của địa phủ thật lớn. Đừng nói Trần Mục, đến lúc đó đã thành đạo chúng thánh nhân, khẳng định cũng sẽ toàn bộ cố gắng đoạt. Nếu là đợi đến lúc đó, lấy Trần Mục thực lực khẳng định cái gì cũng không làm được. Nhưng bây giờ lại không giống, hắn có được trí nhớ kiếp trước, có thể hạ cờ trước. Mà mấu chốt chính là ở hậu thổ Vu tộc. Hồng Hoang 12 tổ vu phần lớn hiếu dũng đấu ác, không biết số trời. Nhưng mà, hậu thổ tổ vu nhỏ nhất lại không giống nhau. Hậu thổ trạch tâm nhân hậu, trời sinh đã tràn ngập lòng thương hại đối với hồng hoang sinh linh. Giờ phút này, hành tẩu tại hồng hoang đại địa hậu thổ, đồng dạng cũng thấy được trải rộng khắp các nơi oán linh. Nhìn hồng hoang đại lục vốn tường hòa, hiện giờ khắp nơi đều là chiến hỏa, cùng với oan hồn nói không rõ còn có oán linh, hậu thổ không khỏi nghĩ lại nói chẳng lẽ vu tộc chúng ta khai chiến với yêu tộc thật sự làm sai sao? Nhưng cho dù vu yêu chúng ta không chiến, trên hồng hoang cũng sẽ có tranh đấu, oan hồn vẫn sẽ sinh ra. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Hậu thổ mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, dạo bước trên mặt đất hồng hoang, trên mặt dung nhan tuyệt thế tràn đầy bi thương. Mặc dù hậu thổ sau khi nhìn thấy những oan hồn này, trong lòng tràn đầy không đành lòng. Nhưng nàng lại là vu tộc, cho dù thần thông có thể so với chuẩn thánh, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào để tinh lọc những oan hồn này. Dù sao, vu tộc không có nguyên thần, cũng càng không thể sáng chế ra diệu pháp thái thượng linh bảo độ nhân kinh bực này. Cũng may, hậu thổ dù sao cũng là tổ vu. Tuy rằng sẽ vì những oan hồn này, cùng với hồng hoang chúng sinh mà thương cảm, nhưng vẫn chưa quên mục đích lần này đi ra. Thu thập xong tâm tình, hậu thổ rất nhanh đã tới dưới chân núi Thanh Khâu. Kỳ quái, tiểu vu sư kia không báo cáo nơi này có một ngọn núi lớn sao? Núi thì sao? Hậu thổ đi tới vị trí trước kia của Thanh Khâu Sơn, tuy rằng gặp được ngọn núi lớn trấn áp hỏa vương, nhưng không thấy Thanh Khâu Sơn. Hậu thổ đại nhân, sao ngài lại tới đây? Hỏa vương thấy hậu thổ đến, không nhìn được giật mình hỏi. Ngươi bị cự phong trấn áp, vừa vặn ta là thổ chi tổ vu, hẳn là thích hợp nhất cứu ngươi, cho nên ta liền tới. Hậu thổ lạnh nhạt trả lời, đồng thời vận chuyển lực lượng quy tắc thổ đạo trong tay. Trong phút chốc, một đạo quy tắc thổ đạo màu vàng vừa dày vừa hùng hậu đã bao bọc cả ngọn núi. Nhưng mà, kỳ dị chính là quy tắc thổ đạo có thể so với chuẩn thánh kỳ, lại không hề di chuyển ngọn núi khổng lồ này chút nào. Đồng thời, ở trên ngọn núi lớn này còn có từng đạo hắc bạch đang xen ngang dọc lưới điện hiện hóa, đem quy tắc lực của thổ đạo phía sau đều tiêu tán. Sao có thể như vậy? Hậu thổ tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía ngọn núi lớn trước mắt, hơn nửa phía trên cái lưới đen trắng kia, càng cho nàng một loại ảo giác phản phất đối mặt với một phương thiên địa. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Nhìn phương thức vận hành, đúng là có vài phần trận đạo ý nhị, chẳng lẽ là thông thiên sư huynh? Nếu là trận đạo, cả hồng hoang chỉ sợ cũng chỉ có thông thiên sư huynh mới có thủ đoạn như vậy. Nghĩ đến đây, hậu thổ nhìn không được hỏi hỏa vương. Hỏa vương, người trấn áp ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hỏa vương lắc đầu nói. Không rõ, hắn không để lại danh hiệu, trước đây cũng chưa từng thấy qua. Hắn mặc hắc bạch đạo bào, bộ dáng tuy rằng trẻ tuổi, nhưng có một đầu tóc bạc, hồng hoang trung nổi danh đại thần thông giả cũng không có cùng hắn có thể đối ứng. Sau khi nghe hỏa vương miêu tả, hầu thổ càng thêm nghi hoặc. Thủ đoạn như vậy, trong hồng hoang làm sao có thể là hạng người vô danh chứ? thực lực như thế đại thần thông giả, mặc dù không biết lai lịch, nhưng cũng tốt tại chúng ta vu tộc không có triệt để cùng hắn kết thù, nếu không phiền toái. Hậu thổ xa xa thở dài, hiện giờ vu tộc bọn họ cùng yêu tộc thế như nước lửa, tuyệt đối không thể lại thêm đại địch. Hỏa vương, xem ra chỉ có thể khiến ngươi chịu khổ ba vạn năm, loại thủ đoạn trấn áp này ta cũng không có cách nào cởi bỏ. Tuy rằng có thể thử dùng lực phá phát, đánh vỡ ngọn núi khổng lồ này, nhưng ta cũng không dám cam đoan vị kia không có lưu lại thủ đoạn khác. Hơn nữa, coi như là lấy lực phá pháp, ta cũng không dám cam đoan tuyệt đối thành công. Hậu thổ có chút bất đắc dĩ nói với hỏa vương. Tổ vu đại nhân cũng bất lực sao? Đạo nhân kia đến tột cùng là thần thánh phương nào a? À? Hỏa vương lúc này nội tâm như phiên gian đảo hải, thật lâu không thể bình phục. Cũng không phải bởi vì chính mình còn muốn bị tiếp tục trấn áp, mà là bởi vì trấn áp hắn trần mục thực lực. Cũng may, hậu thổ ở một bên liền an ủi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi nọ tuy mạnh, nhưng còn chưa chính thức đạt tới cảnh giới đại thần thông giả, chỉ là thủ đoạn thần dị mà thôi. Huống hồ, ngươi nọ nếu nói muốn tới vu tộc, vậy nói rõ ngày sau còn có cơ hội gặp lại, đến lúc đó bổn tòa tự mình mời hắn xuất thủ thả ngươi ra. An ủi hỏa vương xong, hậu thổ đột nhiên lại hỏi ngươi có biết người nọ sau đó đi đâu không? Hỏa vương hồi tưởng một chút, sau đó trả lời. Hình như là đi về phía nam. Phương nam sao? Hậu thổ hơi tự nói một tiếng, sau đó thân ảnh chợt lóe, đồng dạng trực tiếp hướng phía nam mà đi. Nàng muốn thử xem có thể tìm được người kia hay không? Bất kể nói như thế nào, hỏa vương đều là vu tộc đứng đầu của bọn họ, chính là chiến lực cao cấp không thể hoặc thiếu. Nhưng mà, theo một đường xuôi nam, hậu thổ lại bị chấn động dọc theo đường đi nàng không còn nhìn thấy cảnh tượng oan hồn tận thế trước thanh khâu ngược lại khắp nơi tràn ngập sinh cơ cùng tường hòa thậm chí ngay cả trước kia tùy ý có thể cảm nhận được mùi máu tươi cũng là toàn bộ đều không có đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao càng đi về phía nam mọi thứ lại đột nhiên trở nên tốt hơn hết thảy hết thảy đúng là hậu thổ cảm thấy có chút xa lạ mặc dù nói hồng hoang vốn nên là cái dạng này nhưng này đột nhiên tốt đẹp lại để cho hậu thổ có loại đang nằm mơ cảm giác tại lại đi tới một chỗ trước đây không lâu trần mục đãi qua tinh lọc quan hồn chi địa thật sự trăm tư khó có được kỳ giải hậu thổ cũng là nhìn không được sử dụng vu tộc bí thuật tiến vào địa phương một cái sinh linh ý thức bên trong từ cái này sinh linh ý thức trong trí nhớ hậu thổ rốt cục thấy được nơi này không lâu trước cảnh tượng dãy núi tàn phá mặt đất cháy xém thi thể rải rác khắp nơi, hóa thành oan hồn âm phong trống giận. Hết thảy hết thảy, cùng hậu thổ lúc trước ở hồng hoang đại bộ phận địa phương nhìn thấy cũng không có gì bất đồng. Nhưng mà, đúng lúc này, chợt có một đạo tiếng tụng kinh trang nghiêm mà thần thánh chậm rãi truyền đến. Từng đạo kinh văn, hóa thành một loại vượt qua hậu thổ lý giải lực lượng, bắt đầu chậm rãi tinh lọc những oan hồn này. Theo oan hồn tịnh hóa, trong thiên đạo cũng có công đức rơi xuống mà dưới ánh kim quan huyền hoàng công đức hậu thổ rốt cục thấy rõ nguồn gốc của âm thanh kinh văn vừa rồi hắc bạch đạo bào bạch phát đạo nhân là hắn thứ mười càng các vị ngạn tổ thấy được hài lòng dùng các ngươi phát tài bàn tay nhỏ bé điểm điểm số liệu ủng hộ nha